Diệp Thần mắt nhìn xuống dưới chân Khổng Tiên, mặt không thay đổi nói, vốn là, người có giết hay không cái khác thần quốc người, cướp không cướp cái khác thần quốc đồ, chỉ cần không dính líu tới ta, không dính líu tới thứ bảy thần quốc, cũng không liên quan chuyện của ta, ta cũng không hề sẽ quản. Nhưng mà, người biết, người sai ở chỗ nào liền sao? Trần Nhất Đạt, xúc phạm ta, ta giết liền, vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Người sai có ở đây không nên xem thường ta, không nên cho rằng, mình có thể tùy ý quyết định ta sống chết, hiểu không? Người ít có thể diệt tất cả đại thần quốc thiên tài yêu nghiệt, ít có thể chiếm hết thần của bọn họ nguyên dị bảo, có lẽ, người một chút việc cũng không biết có, còn có thể có cực lớn thu hoạch. Nhưng là, nếu như người đắc tội ta Diệp Thần, ngươi, thì nhất định phải chết. Diệp Thần từng chữ nói, vậy ở chấn thần tháp ảo cảnh bên trong, chui luyện ra khí sơ xác tiêu điều, bộc phát ra, giống như từ núi thây biển máu bên trong đi ra chiến thần vậy, uy thế chấn động tùng, để cho người kìm lòng không đặng đem hắn lời nói, nhớ tại tim, sinh ra một loại màng tới bái cảm. Đồ Lan Tâm, Lạc Thi Thi, bao gồm rất nhiều phái nữ tu võ người, mắt đẹp bên trong, đều là ánh sáng lóe lên. Giờ khắc này Diệp Thần, quá chói mắt. Dưới chân hắn đạp nhưng mà thứ nhất thần quốc yêu nghiệt à. Khổng Tiên, thực lực có lẽ không phải bảy đại thần quốc bên trong đáng sợ nhất, nhưng là Khổng Tiên bối cảnh, quá đáng sợ. Thần quốc Khổng gia trừ không dám xúc tu đến thiên đạo cung, còn cái gì không dám. Thế gian có ai dám đối với Khổng Tiên ra tay? Ta sai rồi. Nguyên bản không thể một đời Khổng Tiên, lúc này lại là mặt đầy vẻ sợ hãi, run rẩy nói, Diệp. Diệp công tử, thả qua ta đi, ngươi thậm chí có thể cho ta chồng nô lệ dấu vết, ta bảo đảm, ta có thể đem ngươi mang tới thứ nhất thần quốc đi, hơn nữa, để cho ngươi có khó có thể tưởng tượng địa vị. Diệp công tử, ta là hồ đồ nhất thời. Diệt thế tai ương, lập tức phải hạ xuống, giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, không phải sao. Ta ở thứ nhất thần quốc năng lượng, thật rất lớn, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như, ngươi có thể thả qua ta mà nói, không chỉ là ngươi, ngươi người thân, bằng hữu, thậm chí toàn bộ tông môn, đều có thể mang đi. Chúng ta thứ nhất thần quốc, số người vượt xa thứ bảy thần quốc, năm đó luân hồi đứng đầu phân chia bản đồ, cũng là lớn nhất tồn tại, chúng ta không thiếu chút người này. Hơn nữa, thứ nhất thần quốc, cường giả vô số, là tất cả đại thần quốc sau cùng cứ điểm quan trọng. Chúng ta có 10 phần chắc chắn, có thể vượt qua diệt thế tai ương. Lấy ngươi tư chất, ở thứ bảy thần quốc quá ủy khuất, chỉ có đến thứ nhất thần quốc, mới sẽ để cho ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hắn cặp mắt bên trong, toát ra vô cùng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, Diệp Thần thực lực, quả thật làm cho hắn rung động, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Một đám võ giả nghe được Khổng Tiên mở ra điều kiện sau đó, đều là ngay tức thì nín thở, trên mặt không tự chủ được hiện ra kích động thần sắc. Vô số đạo ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần gương mặt. Khổng Tiên mở ra điều kiện, quá mê người. Quá phong phú à. Cho dù, là những cái kia bị giết đồng bạn tu các võ giả, ánh mắt đều là một hồi run rẩy. Bọn họ không biết, nếu như mình, hiện tại đứng ở Diệp Thần trên vị trí, có thể hay không cự tuyệt Khổng Tiên. Thành thật mà nói, cừu hận gì, có thể có lợi ích trước mắt, quan trọng hơn đâu. Tu thế giới của võ giả, chính là thực tế như vậy. Huống chi, Khổng Tiên mặc dù chĩa vào Diệp Thần, đuổi giết Diệp Thần, nhưng đối với Diệp Thần, cơ hồ không có tạo thành cái gì thực chất tổn thương à. Nếu như bọn họ là Diệp Thần mà nói, sợ rằng, ngay tức thì liền sẽ tiếp nhận như vậy điều kiện đi. Nhưng, lúc này Diệp Thần, trong lòng nhưng là rất bình thản. Không có một tia một hào cảm tình chập chờn. Hắn nhìn Khổng Tiên, nhàn nhạt nói, người yên tâm. Mọi người cặp mắt mở to, Khổng Tiên tròng mắt bên trong, vậy hiện ra một chút hy vọng. Người yên tâm. Chẳng lẽ, Diệp Thần muốn thả qua Khổng Tiên? Những đồng bạn kia bị giết võ giả, mặc dù trong mắt, thoáng qua nồng nặc không cam lòng, nhưng, lại không có quái Diệp Thần, đổi lại là bọn họ, rất có thể vậy sẽ làm như vậy. Có thể. Bỗng nhiên, Diệp Thần trên gương mặt hiện lên vẻ tàn khốc nói, ta tới chỗ nào, cũng có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Dứt lời, trường kiếm trong tay chợt giơ lên, thì phải hướng về phía Khổng Tiên, ngay đầu chém xuống. Không muốn, không muốn à, Khổng Tiên thê lương kêu thảm,
tựa như, đã bởi vì chết ép tới gần mà tan vỡ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần, nhưng là bỗng nhiên thần sắc biến đổi, thân hình bạo tránh, hướng phía sau thối lui. Mọi người, tất cả giật mình. Diệp Thần thế nào? Chẳng lẽ, lại thay đổi chủ ý? Hơn nữa, tại sao một bộ sợ hãi hình dáng? Lúc này Khổng Tiên, nguyên bản vậy hỏng mất diễn cảm, nhưng dần dần tiêu tán, biến thành một cái nụ cười âm lạnh nói, ha ha, trực giác ngược lại là đính chuẩn. Đáng tiếc, đã quá muộn, hàng linh nghi thức, đã hoàn toàn hoàn thành. Ngươi vẫn là được chết. Hắn đột nhiên cười như điên nói, ha 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 ha. Trên trời hạ xuống thần linh, giúp ta đổ ma. Mặt của mọi người bàng lên, đều là nồng nặc vẻ không hiểu, cái này Khổng Tiên cũng cho đánh cho thành như vậy, còn nói muốn để cho Diệp Thần chết. Chẳng lẽ, là bị đánh ngu, nổi điên. Ngay tại lúc này, Khổng Tiên sau lưng nham động bên trong, một đạo màu máu trùm tia sáng, bỗng nhiên phóng lên cao, trực tiếp không có vào bầu trời cuối, phảng phất đột phá cái này bí cảnh vách ngăn vậy. Một đạo vô cùng khí tức khôi hoàng, ngay tức thì tràn ngập cùng ở giữa thiên địa, tất cả mọi người đều là tâm thần lớn run. Cái này, đây là cái gì hơi thở? Chỉ là bị hơi thở này chạm được, sẽ để cho người phát ra từ linh hồn run rẩy à? Đừng nói là phản kháng các loại. Cơ hồ là đạo tâm đều phải ở đó cực kỳ rung động bên trong, hỏng mất à. Mà lúc này, Khổng Tiên trong mắt, là mừng như điên, khóe miệng nâng lên một cái cười điên cuồng ý. Thành công! Hàng linh thành công! Hiện tại, Diệp Thần bất luận mạnh bao nhiêu, hơn nghịch thiên, cũng chỉ có một kết quả. Chết! Đây chính là Khổng Tiên hậu thủ sao? Nguyên lai, hắn trước khi yếu thế, sợ Vân, Vân, đều là giả vờ. Hắn cùng, chính là giờ khắc này. Diệp Thần, Đồ Lan Tâm mặt đẹp trắng bệch, kêu lên một tiếng, thì phải hướng Diệp Thần phóng tới, lại bị Lạc Thi Thi chặt chẽ kéo. Lan Tim, bình tĩnh, ngươi hiện tại đi, đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Thậm chí có thể sẽ chết. Hắn có thể đắc tội Khổng gia, nhưng là ngươi không có thể đắc tội. Huyết sắc kia trùm tia sáng tiêu tán sau đó, thay vào đó, là một đạo to lớn màu máu bóng người. Bóng người này, giống như trời thần vậy, mắt nhìn xuống chúng sanh, cặp mắt bên trong, tựa như chỉ có lãnh đạm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo râu tóc tung bay, mặc đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng ông già hư ảnh, con người điên cuồng co rúm lại, trên mặt, là vô cùng được ngưng trọng. Hắn biết, hư ảnh này không phải ông lão bản thể, chỉ là thông qua bí pháp, hạ xuống cái này thần nguyên bí cảnh một đạo khí vận thôi. Có thể đạo này khí vận. Liền cho hắn một loại căn bản không cách nào chống lại cảm giác. Lão Tổ Tông, giết hắn. Khổng Tiên mặt đầy vẻ dữ tợn gầm hét lên. Vạn Pháp Tông, là thứ nhất thần quốc thế lực. Hơn nữa, còn chưa có thể dao động thế lực. Bởi vì, Vạn Pháp Tông bên trong, có một cái Lão Tổ tồn tại. Hắn không chỉ là Vạn Pháp Tông Lão Tổ, giống vậy, cũng là Khổng Tiên gia gia ruột. Hắn chính là thứ nhất thần quốc võ đạo cường giả Khổng Trì. Luân hồi mộ địa thương cổ y thần cũng là cảm giác được uy hiếp, thằng nhóc, hư ảnh này ẩn chứa lực lượng xa xa vượt qua ta và cuồng võ bá chủ. Ngươi không cách nào chống lại, trận chiến này, rất khó khăn. Thương cổ y thần bên người cuồng võ bá chủ cũng là thần sắc ngưng trọng, như ta không có dùng qua thần niệm lực lượng, có lẽ còn có thể đối kháng. Nhưng là hiện tại, không cách nào chống lại. Trừ phi, cuồng võ bá chủ và thương cổ y thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía luân hồi mộ địa ở giữa một tòa mộ bia. Vậy mộ bia bên trong, một chuôi tản ra thê lương ý trường thương và cự cung biểu hiện. Vô cùng thần bí. Đáng chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, óc thật nhanh chuyển động, hư ảnh này quá khủng bố, cho dù hắn sử dụng xương mù hóa thần thông, cũng chỉ có thể bị nhất kích trong nháy mắt giết chứ. Ngay tại lúc này, huyết sắc kia hư ảnh nhàn nhạt quét Diệp Thần một mắt, động. Hắn chậm rãi nâng lên tay, hướng về phía Diệp Thần, đánh ra một chưởng. Nhìn như nhẹ bóng, cũng không có dùng sức một chưởng. Nhưng, một chưởng này đánh ra, toàn bộ thần nguyên bí cảnh, nhưng cũng đang điên cuồng run rẩy. Thần nguyên hơi thở, cũng đổi được vô cùng rối loạn. Một chưởng như trời sụp đổ, mang vô tận hủy diệt, hướng Diệp Thần ái mộ tới. Chưởng ấn qua, hư không tan vỡ,
liền không khí cũng làm mất đi. Chỉ là trưởng ý, sẽ để cho vây xem vô số thiên tài võ giả hộc máu, bị thương. Diệp Thần giống như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh dã thú, phát ra một tiếng thét điên cuồng, cả người bộc phát ra một hồi sương mù. Mọi người con người có giúp lại, sương mù này hóa thần thông, bọn họ gặp qua, Diệp Thần chính là dùng một chiêu này, ngạnh kháng Khổng Tiên cực kỳ một kiếm, mà đánh bại Khổng Tiên. Hiện tại, Diệp Thần lại phải lấy một chiêu này, chống cự vậy kinh thiên địa, khóc quỷ thần một trưởng sao. Có thể một khắc sau, tất cả mọi người, đều là mặt lộ vô cùng rung động thần sắc. Bọn họ, sai rồi. Một đạo thân ảnh, tay cầm trường kiếm bóng người, chợt từ sương mù bên trong vọt lên, điên cuồng hét lên, cả người cấm linh lực điên cuồng bùng nổ, hóa thành màu xanh xiềng xích, hướng vậy kinh thiên trưởng ấn khóa đi. Kiếm ý lưu chuyển, lúc này Diệp Thần, thật giống như địa ngục chiến quỷ vậy, cặp mắt hóa thành màu máu, cả người chiến ý mãnh liệt, hướng vậy tia máu sắc trưởng ấn, hung hãn một kiếm chém tới. Tất cả mọi người, cũng làm lộ vẻ xúc động. Diệp Thần, cho dù đối mặt kinh khủng như vậy một trường, lại vẫn là lựa chọn đánh một trận. Cái này, là một loại như thế nào dũng khí, như thế nào tâm cảnh à? Diệp Thần võ đạo, làm người ta khâm phục. Phát ra từ trong xương khâm phục. Tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng mang theo một chút kinh ý. Cái này, mới là tu võ người à? Bọn họ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay thấy một màn này. Thậm chí, không ít người đều bắt đầu trông đợi, Diệp Thần có thể sống sót. Một khắc sau, Diệp Thần kiếm, chém đến dấu tay kia bên trên. Vậy từng để cho những thiên tài này làm chiết phục lẫm liệt kiếm quang, nhưng ở đụng chạm trưởng ấn ngay tức thì, không có chút nào sức chống cự hóa thành hư không, thậm chí, là Diệp Thần trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh, đồng thời buông tay bay ra. Trên trường kiếm, thậm chí hiện lên đạo đạo liệt ngân. Quấn quanh ở bàn tay lớn bên trên, lấy cấm linh pháp thể lực biến thành màu xanh xiềng xích, cũng ở đây trong phút chốc, liền bị tránh đoạn. Bàn tay lớn chạm tới Diệp Thần thân thể, thời gian, phảng phất có chốc lát đông. Cái đó nhận chịu Khổng Tiên vô số lần kiếm quang Diệp Thần, ở chạm được trưởng ấn ngay tức thì, lại là khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo xương máu bạo tán. Triệt để bạo tán, liền một chút máu thịt, cũng không có để lại bạo tán. Mà vậy bàn tay lớn, ở đánh bể Diệp Thần sau đó, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng xuống nghiền ép, ầm một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, dấu tay kia rơi xuống, gió bão tung lên, đem giá cao ven núi trên sương mù, toàn bộ thổi tan. Thậm chí là không thiếu võ giả, đều bị vậy gió lớn lật trên đất. Mà Diệp Thần bạo tán mà thành sương máu, tự nhiên vậy theo gió rồi biến mất, hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khổng Tiên thấy vậy, gương mặt bên trên, tràn đầy điên cuồng sảng khoái vẻ, cười như điên nói, ha ha ha, phế vật, không phải nói, tới chỗ nào, cũng có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng sao? Không phải nói, bổn công tử sai ở xem thường ngươi sao? Người đâu, người mẹ hắn người đâu? Tiếp tục phách lối à? Tiếp tục ở trước mặt lão tử gắn à? Hai hàng nước mắt theo đồ lan tâm mặt đẹp tuột xuống, lúc này nàng, sắc mặt trắng bệch một phiến. Mắt đẹp ảm đạm không sáng, thân thể mềm mại mềm nhũn, lại là liền đứng, cũng đứng không vững. Nếu không phải Lạc Thi Thi đỡ nàng, có thể thì phải sụi lơ trên đất. Diệp Thần, lại chết như vậy. Liền vậy một đám võ giả, đều là than nhẹ, lắc đầu, vô cùng thương tiếc. Xem Diệp Thần như vậy võ giả, chết, mà Khổng Tiên như vậy võ giả, nhưng còn sống. Có lúc, thực tế, chính là như thế tàn khốc. Huyết sắc kia hư ảnh, ở đánh ra một trưởng này sau đó, thân hình cũng là nhanh chóng đạm bạc, không tới một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tiêu tán. Khổng Tiên ăn vào một quả toàn thân tản ra đậm đà bảo quang đan dược, nguyên bản bể tan tành thân thể, một hồi ngọa nguậy, mặc dù nhìn như vẫn là vô cùng yếu ớt hình dáng, nhưng miễn cưỡng có thể đứng lên, thậm chí, còn đổi lại một bộ chỉnh tề bạch bào, vô cùng ung dung. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên. Vốn là có cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục. Mặc dù, vẫn chưa tới Diệp Thần như vậy có thể coi thường hết thảy biến thái trình độ, nhưng, chỉ cần không chết, hoa chút thời gian, hoặc là có cái gì đan dược cực phẩm, muốn khôi phục, không tính là quá khó khăn. Ngay tại Khổng Tiên đứng lên ngay tức thì,
nhưng là có một đạo đen nhánh kiếm quang, bỗng nhiên hướng hắn chém tới. Một người cô gái tuyệt mỹ bóng người, mang kinh thiên sát khí, từ đám người bên trong phi thân lên. Chính là Đồ Lan Tâm. Lúc này, vẻ đẹp của nàng mâu phong tỏa Khổng Tiên, một phiến lạnh như băng. Nàng, cấp cho Diệp Thần trả thù. Nàng biết, lạc đà gầy, so mã đại. Cho dù Khổng Tiên đã trọng thương, những cái kia so nàng mạnh hơn võ giả, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng, cho dù chỉ có từng tia cơ hội, thậm chí không có cơ hội, Đồ Lan Tâm cũng phải cấp Diệp Thần trả thù. Khổng Tiên nhưng là mặt hiện ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Đồ Lan Tâm rất mạnh. Hắn căn bản không có thể đối kháng. Nhưng là hắn tại sao phải dựa vào mình đâu? Trong tay hắn sử dụng một khối ngọc bài vừa ra, lại hóa là một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí. Đây không phải là hắn lực lượng. Mặc dù không có hư ảnh như vậy bá đạo, nhưng cũng không phải bây giờ Đồ Lan Tâm có thể chống lại. Như vậy có thể gặp, Khổng Tiên sau lưng nội tình có kinh khủng dường nào. Ngọc bài kiếm khí chém ra, đen nhánh kia kiếm mang, liền hóa thành hư không, Đồ Lan Tâm đây, cũng là chợt thân hình chấn động một cái, đảo phi nhi xuất, nửa quỳ xuống, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hiển nhiên bị thương nặng. Mọi người thấy vậy, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây là cái quái vật gì à? Dưới trọng thương, còn có như vậy nội tình. Khổng Tiên vậy quá đáng sợ đi. Diệp Thần, lại đem như vậy quái vật, đánh bại. Đáng tiếc, cuối cùng thắng, vẫn là Khổng Tiên. Khổng Tiên mặt lộ vẻ cười nhạt, từng bước, hướng Đồ Lan Tâm đi tới, liếm môi một cái nói, ha ha. Xem ra ngươi là biết bổn công tử chân khí tổn thương nặng nề, đặc biệt tới nhớ nhung trong lòng. Ngươi làm sao biết, bổn công tử tinh thông phương pháp song tu, lúc này, đang cần một cái thượng hạng lò đâu. Ngươi lớn lên rất đẹp, ngược lại là phù hợp bổn công tử khẩu vị, nếu như chịu ngoan ngoãn, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ngươi, ý như thế nào? Đồ Lan Tâm sắc mặt biến đổi, khẽ kêu nói, cầm thú. Muốn giết cứ giết. Dứt lời, cả người hơi thở nóng nảy, lại là muốn trực tiếp tử bảo. Nhưng mà một khắc sau, Khổng Tiên thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Đồ Lan Tâm trước người, một tay giữ lại nàng cổ họng, đem thân thể của nàng nhắc tới, nguyên bản nóng nảy hơi thở, ngay tức thì tiêu tán, thậm chí Đồ Lan Tâm linh lực trong cơ thể, đều bị Khổng Tiên trấn áp. Khổng Tiên trong mắt bên trong, hiện ra lau một cái vẻ tham lam, đang chuẩn bị mở miệng, nói gì lúc. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, ở nơi này cao nhai dưới, theo gió phiêu lãng. Khổng Tiên trên mặt nụ cười, đọng lại. Máu tươi, theo ngực hắn, không ngừng lan tràn, ngay tức thì nhiễm đỏ hắn vậy trắng tinh trường bào. Hắn ngây ngốc cúi đầu xuống, chỉ gặp một chuôi máu kiếm dài màu đỏ, xuyên thủng hắn ngực. Khổng Tiên sau lưng, vang lên một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử. Nàng, không phải ngươi có thể đụng người phụ nữ. Một hồi tĩnh mịch, tất cả mọi người, cũng lâm vào mê mang bên trong. Lúc này, Khổng Tiên sau lưng, đứng một đạo thân ảnh, một đạo uyển như thây khô vậy, cả người máu thịt, tựa như mới vừa mọc ra từ bóng người. Mặc dù, người này nhìn như, vô cùng là khủng bố, hơi thở suy sụp hình dáng, nhưng, tất cả mọi người, cũng nhận ra người này là ai. Diệp Thần, lại vẫn không có chết. Đồ Lan Tâm ngơ ngác nhìn xuyên thấu Khổng Tiên lồng ngực trường kiếm, trong mắt, là không dám tin tưởng. Cái này, không phải là nằm mơ chứ? Không thể nào, Khổng Tiên miễn cưỡng quay đầu, trong mắt mang không tưởng tượng nổi, người không thể nào còn sống. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đại năng hàng linh đánh ra một trường kia, cực kỳ khủng bố, cho dù lấy hắn cường độ thân thể, thủ đoạn dốc hết, nếu như chống cự mà nói, tuyệt đối cũng chỉ có một con đường chết. Mà cái đó bị trưởng ấn nổ nát Diệp Thần, tự nhiên, cũng không phải hắn. Thần nguyên máu tươi, không chỉ có để cho Diệp Thần có cấm linh pháp thể lực lượng, đồng thời, cũng để cho nguyên bản bởi vì cùng linh cửu tiêu đánh một trận, rơi vào trọng thương phân linh thú, hoàn toàn khôi phục. Một trưởng kia đánh xuống lúc đó, Diệp Thần liền rõ ràng, cho dù thi triển xương mù hóa thần thông, vậy hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn vận dụng phân linh thú. Để cho phân linh thú thi triển toàn lực, cũng toàn lực vận dụng cấm linh pháp thể, chống cự trưởng ấn nhất kích, suy yếu trưởng ấn lực lượng,
đồng thời hắn bản thể, hóa sương mù sau đó nhanh chóng chạy trốn. Dù vậy, hắn đều là bị một trưởng kia uy lực còn lại, thiếu chút nữa trực tiếp đánh giết. Dựa vào thần lột xác thuật, mới miễn cưỡng đính xuống. Bất quá, cũng là căn nguyên bị tổn thương, tạm thời không cách nào khôi phục, cho đến Khổng Tiên giữ lại đồ lan tâm cổ họng lúc đó, Diệp Thần thân thể, mới lần nữa ngưng tụ ra, cũng một kiếm xuyên qua không phòng bị chút nào Khổng Tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng may, phân linh thú là một loại vô cùng là đặc thù tồn tại, chỉ cần Diệp Thần không chết, hắn cùng phân linh thú khế ước tồn tại, cho dù phân linh thú bị đánh thành cặn bã, cũng có thể lần nữa ngưng luyện ra tới, chỉ là, thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Lúc này, nhìn đầy mắt sợ hãi Khổng Tiên, Diệp Thần mặt không cảm giác. Diệp Thần, người không thể giết ta, ta thế lực sau lưng. Im miệng. Diệp Thần đã chẳng ngờ lại nghe hắn nói nhảm, cổ tay hơi dùng sức, trước người Khổng Tiên, liền biến thành xương máu tiêu tán. Hắn đỡ dậy trên đất đồ lan tâm, cũng một hơi uống mấy chục viên thuốc, chân khí cường đại trào vào bên trong cơ thể, nguyên bản khô đét máu thịt, vậy dần dần đẫy đà đứng lên, khôi phục một chút tức giận. Nhìn còn có chút đờ đẫn, mắt đẹp đỏ lên đồ lan tâm, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, đồ tiên tử, người khóc. Hắn mới vừa rồi mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thân thể thuộc về ranh giới tan rã, thần niệm, lại có thể cảm giác hết thảy, từ đồ lan tâm rơi lệ một khắc kia, hắn cũng biết, đồ lan tâm đối với mình là thật để ý. Đồ lan tâm mặt đẹp ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục vậy lạnh như băng dáng vẻ nói, ta chỉ là, lo lắng thần quốc tương lai. Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười, không có tra cứu. Lúc này, Lạc Thi Thi vậy đi tới, sắc mặt lúng túng nói, Diệp công tử, ta. Nàng mới vừa rồi, lấy là Diệp Thần hẳn phải chết, ngăn cản đồ lan tâm xông lại, nhưng, đồ lan tâm thực lực ở nàng bên trên, làm nàng tâm ý đã quyết, muốn là Diệp Thần trả thù lúc đó, Lạc Thi Thi, không có thể ngăn cản. Diệp Thần khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, ngươi làm được không sai, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải Lạc Thi Thi, đồ lan tâm hiện tại, có thể đã bị vậy vô biên trưởng lực chấn thành hư vô. Mà tại chỗ tu các võ giả, chính là ở ngắn ngủi yên lặng sau đó, bạo phát ra một hồi hoan hô. Diệp Thần, giết Khổng Tiên à. Mặc dù, bọn họ không biết Diệp Thần là làm sao rớt qua một trưởng kia, nhưng, hắn chính là làm được. Bọn họ đồng bạn thù, thuộc quyền thần quốc thù, rốt cuộc báo. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần. Một ít kích động tất cả đại thần quốc võ giả, thậm chí không nhịn được, hô to nổi lên Diệp Thần tên chữ. Bây giờ Diệp Thần, ở bọn họ trong lòng, chính là anh hùng. Nguyên bản những cái kia xem thường thứ bảy thần quốc người, cũng hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Bởi vì Diệp Thần mà thay đổi. Đây là, mấy đạo thân ảnh, từ đám người bên trong lóe lên, hướng Diệp Thần đi tới, trên người của bọn họ, lóe lên đủ loại thần vận, hiển nhiên. Là mỗi cái thần quốc người. Cầm đầu một người tản ra loáng màu vàng nhạt thần vận, tu vi hỗn độn bốn tầng thiên, cả người hồng bào, tướng mạo anh vũ nam tử, sắc mặt vô cùng là cung kính hướng về phía Diệp Thần thi lễ nói, thứ nhất thần quốc trưởng thiên môn Hàn Bay Vũ, gặp qua Diệp công tử. Ở sau lưng hắn, cái khác mấy tên quanh thân lóe lên màu bạc, màu xanh da trời cùng thần vận thanh niên, vậy giống vậy thi lễ nói, thứ hai thần quốc vô ảnh tông Hoắc Lính Nguyên. Gặp qua Diệp công tử. Thứ tư thần quốc Liệt Băng Môn Trần Khuê, gặp qua Diệp công tử. Thứ năm thần quốc Nguyên Diệu Tông Dư Hùng, gặp qua Diệp công tử. Thứ sáu thần quốc Bạch Phượng Giáo Chân Mặc, gặp qua Diệp công tử. Cái này từng cái, đều là tất cả đại thần quốc nhân vật đại biểu, lại là rối rít hướng về phía Diệp thần cúi đầu, lấy lòng. Đồ Lan Tâm cùng Lạc Thi Thi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vô cùng kích động. Ý vị này, mấy cái khác thần quốc, rốt cuộc lần nữa thừa nhận các nàng thứ bảy thần quốc liền à. Cái này, là mỗi một cái người bảo vệ hậu duệ mơ ước, nhưng cho tới bây giờ không người nào có thể làm được. Hiện tại, bởi vì Diệp Thần, thực hiện. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Mà vậy mấy đại thần quốc người, đối với lần này tự nhiên không dám chút nào bất mãn, ngược lại là một bộ thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Sau đó, Diệp Thần liền đối với Đồ Lan Tâm hai nữ nói, chúng ta rời đi đi, trận chiến này, ta
ta bị thương không nhẹ, phải thật tốt khôi phục một phen. Dứt lời, thân hình ba người chớp mắt, liền rời đi nơi đây. Diệp Thần ba người sau khi đi, một đám võ giả, chính là chậm rãi đưa mắt, chuyển hướng Khổng Tiên những thủ hạ kia cửa. Mà Khổng Tiên một đám thủ hạ, đối mặt từng cái hai mắt đỏ như máu, mặt hiện vẻ dữ tợn võ giả, chính là vô cùng sợ hãi, run rẩy. Kế tiếp một tháng trong thời gian, Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm, Lạc Thi Thi ba người, điên cuồng ở thần nguyên trong bí cảnh, quét sạch các loại thần nguyên dị bảo, hai cô gái dĩ nhiên là bị Diệp Thần sao chịu được gọi nghịch thiên tìm bảo năng lực, trực tiếp sợ choáng váng. Các nàng hiện tại, coi như là có chút rõ ràng Diệp Thần thực lực, tại sao sẽ bạo tăng đến như vậy trình độ. Càng làm cho các nàng không thể nào tin nổi, là Diệp Thần luyện hóa tất cả loại dị bảo tốc độ. Người bình thường, cho dù là hỗn độn cường giả, đều là đem dị bảo chia mấy phần, từ từ luyện hóa, nếu không, rất có thể sẽ không chịu nổi thần nguyên tinh hoa, bạo thể mà chết. Diệp Thần đâu, một chiếm đoạt chính là chiếm đoạt mấy chục, tựa như, đem thần nguyên dị bảo, làm là quà vặt vậy. Nghịch thiên đến khó mà hình dạng. Mà Diệp Thần, cũng đem một ít mình không dùng được thần nguyên dị bảo, phân cho Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một phần chia, nhưng, vậy đủ hai người tiêu hóa. Dẫu sao, không là mỗi người cũng có thể xem hắn như vậy chiếm đoạt dị bảo. Một tháng sau đó, ba người, đi tới một nơi cắm thẳng vào trời cao núi cao đỉnh núi chỗ. Lúc này Diệp Thần, cả người linh lực, ngưng luyện đến không cách nào tưởng tượng trình độ, thân xác, thần hồn, đều có vô cùng to lớn tăng lên. Chỉ là tu vi. Liền đạt tới chảm ách ba tầng thiên cảnh giới. Chảm ách sau đó, đột phá thật khó. Mà Diệp Thần khoảng thời gian này đột phá có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, thế gian cái này loại bí cảnh quá ít. Nếu không hắn cũng muốn đột phá đến hỗn độn sẽ rời đi. Hơn nữa, hắn phát hiện, tu vi càng về sau, luân hồi huyết mạch áp chế lại càng khủng bố. Hắn đại khái có thể rõ ràng luân hồi huyết mạch dụng ý. Luân hồi huyết mạch hy vọng hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Vững chắc đến không sợ hết thảy. Hắn hai tròng mắt bên trong, thần quang chạm chạm, hắn bây giờ, nếu như lại đối mặt Khổng Tiên, tuyệt sẽ không rơi vào khổ chiến, mà là đem chi trực tiếp trong nháy mắt giết. Lấy hắn hôm nay thực lực, có lòng tin cùng vậy nửa năm ước hẹn Trấn Long Điện hỗn độn cường giả Bạch Ngọc Hoàng đánh một trận. Thậm chí, kinh khủng kia màu máu hư ảnh một trường kia, cho dù hắn không dựa vào phân linh thú, cũng có thể chịu đựng xuống mà không chết. Nghĩ đến huyết sắc kia hư ảnh, Diệp Thần trong mắt bên trong, thoáng qua một đạo hàn mang, Vạn Pháp Tông lão tổ sao. Ha ha, cái thù này, hắn Diệp Thần là nhất định phải báo. Mà đứng ở Diệp Thần sau lưng Đồ Lan Tâm và Lạc Thi Thi, hắn hơi thở vậy cường đại gấp mấy lần, Đồ Lan Tâm lúc này đã là hỗn độn cảnh 7 tầng thiên tu vi. Mà Lạc Thi Thi, chính là hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Đừng xem nhẹ, chỉ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, hỗn độn cảnh, muốn tăng lên một tầng, đều là vô cùng gian nan. Nếu là không có Diệp Thần tặng cho thần nguyên dị bảo, các nàng căn bản không thể nào làm được. Ngay tại lúc này, trời cao bên trong, thần nguyên chi khí một hồi hỗn loạn, vô hình chập chờn, tràn ngập toàn bộ thần nguyên bí cảnh. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ngày hôm nay, là thần nguyên bí cảnh lần nữa phong bế cuộc sống, tất cả trong bí cảnh tu võ người, cũng sẽ bị đưa ra bí cảnh, bọn họ ba người, cũng nên trở lại thứ 7 thần quốc. Nhưng mà, ánh sáng hạ xuống, Đồ Lan Tâm rời đi. Lạc Thi Thi rời đi. Toàn bộ bí cảnh tất cả mọi người đều rời đi. Duy chỉ có Diệp Thần không có rời đi. Diệp Thần nhìn buồn tẻ thêm yên lặng chung quanh, có chút bối rối. Đây là tình huống gì? Mình chẳng lẽ bị phong ấn ở nơi này? Xúc động trời nổi giận. Rất nhanh, Diệp Thần cảm giác được cái gì, chợt quay đầu, hướng một phương hướng nhìn lại. Ba cái ông già xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Bởi vì, cái này ba người thực lực, đối với hắn tạo thành cực hạn nguy hiểm. Cái này ba người, tuyệt không phải hỗn độn cảnh. Ít nhất là thiên thần cảnh. Vượt qua hỗn độn, đấu phá bầu trời. Nếu như nói chảm ách là đối kháng ách lôi, mà thiên thần cảnh chính là đối kháng bầu trời. Hắn cũng là nghe Đồ Lan Tâm mới hiểu, hơn nữa dựa theo Đồ Lan Tâm biết rõ, thiên thần cảnh ở bây giờ thần quốc, không nhiều.
bất kỳ một người nào đều là không cho coi nhẹ tồn tại. Lão Vân, ngươi nói chính là người này. Ngươi xác định là hắn. Bên ngoài đều có mấy phần tương tự, nhưng tu vi kém quá nhiều. Ta không tin lắm. Trong đó hai ông cụ thấy Diệp Thần, khẽ nhíu mày, rối rít câu hỏi ở giữa nhất ông già. Mà nhất ở giữa cái đó ông cụ áo bào xanh nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là vô cùng ngưng trọng. Thậm chí kính sợ. Là hắn. Ở giữa vị kia ông cụ áo bào xanh thanh âm đạm mạc vang lên. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc. Không phải là vậy đền trong bóng tối thanh âm sao? Là hắn giúp mình. Ngay tại lúc này, bên phải nhất ông già một bước bước ra, người rốt cuộc là ai? Diệp Thần không nói gì, hai tay chắp sau lưng, ta là Diệp Thần, thứ bảy thần quốc, thần cấp tông Diệp Thần. Hắn không sợ hãi chút nào dự định. Dù là đối phương một cái ý niệm là có thể trong nháy mắt giết hắn. Vậy bên phải ông già nghe được Diệp Thần thái độ như thế, có chút nổi nóng, mới vừa muốn mở miệng, ông cụ áo bào xanh tiến lên một bước, chắp tay nói, Diệp tiên sinh, ta chỉ muốn hỏi một cái vấn đề, ngài nhưng mà luân hồi đứng đầu. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, không nói gì. Thân phận này quá trọng yếu. Một khi tiết lộ cho kẻ địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông cụ áo bào xanh tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần do dự, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi hiện lên. Máu tươi bên trong chính là mang một chút khế ước ý. Diệp tiên sinh, thân phận chuyện quá mức trọng yếu, ta cũng biết ngài cẩn thận, tinh huyết này có ta khế ước ý, mời ngài nhận lấy. Thần quốc Diệp gia mặc dù hủy diệt, nhưng cái thế giới này còn có chúng ta ba người, tâm kết Diệp gia. Chúng ta thả vĩnh sinh trấn thủ nơi này, vậy sẽ không làm tổn thương Diệp gia chuyện. Lời này vừa nói ra, hai người khác hoàn toàn bối rối. Khế ước máu tươi, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng? Lão Vân, người hồ đồ à, vì sao đối với thằng nhóc này như vậy? Nhanh lên cầm máu tươi thu hồi. Ta xem ngươi là ở trong năm tháng vô tận lùi lại. Hai cái ông già vội vàng khuyên đến. Ngay tại hai người chuẩn bị cưỡng ép thu hồi Lão Vân máu tươi thời điểm, máu tươi bay đến Diệp Thần lòng bàn tay. Trực tiếp luyện hóa. Thế giới tựa như yên tĩnh. Một giây kế tiếp, vậy hai cái ông già sát ý mãnh dậy to gan. Không chỉ khinh nhờn luân hồi đứng đầu, lại là dám luyện hóa ta thế hệ máu tươi. Hôm nay ta liền để cho ngươi chịu đựng luân hồi kiếp. Nháy mắt bây giờ, lực lượng cuồng bạo phóng thích. Toàn bộ bí cảnh cũng thiên diêu địa động. Mây đen giả thiên. Khí thế kia, là Diệp Thần chưa từng thấy qua. Sợ hãi đến mức tận cùng. Sẽ ở đó hai đạo cực hạn sát ý muốn xóa đi Diệp Thần nháy mắt. Diệp Thần bước ra một bước, huyết mạch sôi trào. Quỳ xuống. Đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh. Ba khối luân hồi huyền bi uốn lượn chừng. Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch hoàn toàn kích hoạt. Kinh khủng kia dị tượng ngay tức thì tiêu tán. Vậy hai cái ông lão sát ý bỗng nhiên cứng ngắc, diễn cảm cực độ sợ hãi. Một giây kế tiếp, lại trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, mới vừa rồi Diệp Thần thả ra lực lượng, là luân hồi huyết mạch. Thế gian có tư cách có luân hồi huyết mạch, chỉ có luân hồi đứng đầu. Mà ở giữa nhất ông cụ áo bào xanh kích động vạn phần, cũng là trực tiếp quỳ xuống, bái kiến luân hồi đứng đầu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tuyệt đối không nghĩ tới cái này ba cái kinh khủng như vậy tồn tại lại đang trước mặt mình quỳ xuống. Nếu là bị người bên ngoài thấy, tất nhiên chấn động thần quốc. Còn như mới vừa rồi giận tức. Diệp Thần cũng không biết. Hai ông cụ bùng nổ lực lượng lại dẫn động luân hồi huyết mạch. Rất hiển nhiên. Trên người hai người này có luân hồi lực. Nói cách khác, tất nhiên là Diệp gia người. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, mở miệng nói, ta là luân hồi đứng đầu, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Luân hồi đứng đầu thì tại sao sẽ chết? Nghe được Diệp Thần câu hỏi, ông cụ áo bào xanh ngẩn ra, sau đó hỏi ngược lại nói, đại nhân, ngài không có thức tỉnh trí nhớ. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có. Ông cụ áo bào xanh ngẩng đầu lên. Trong mắt nhưng là kiên định, đại nhân, năm đó ngài đã thông báo, ở luân hồi mới đứng đầu không có thức tỉnh trí nhớ trước, không được giao phó năm đó bất kỳ sự việc. Chúng ta tuy muốn nói ra lịch sử, lại không có tư cách à.
Diệp Thần nhướng mày một cái, chân thực không rõ ràng ban đầu mình là nghĩ như thế nào. Thức tỉnh trí nhớ, còn cần gì giao phó? Vị kia luân hồi đứng đầu rốt cuộc đang sợ cái gì? Sợ hắn đi báo thù, sợ mình chết hiểu. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đối với cái này ba người, rất hiển nhiên nghe lầm mình, nếu là có thể theo đi ra ngoài, chỗ tốt vô cùng. Các ngươi có bằng lòng hay không và ta cùng chung đi ra ngoài? Nhưng mà, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, ba người đồng loạt lắc đầu, chúng ta vĩnh cửu trấn thủ nơi này, cuộc đời này không cách nào rời đi. Đây là số mệnh. Nhưng, nếu như thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể biến dạng hư không, cháy ba người, biến ảo hư ảnh hạ xuống, trợ giúp luân hồi đứng đầu. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng. Ba người chết chỉ có thể hóa là nhất kích. Đây cũng quá bi thương. Diệp Thần không phải tàn nhẫn hạng người, tự nhiên sẽ không như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến Huyết Long, mở miệng nói, các ngươi có biết một đầu Huyết Long ở Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích? Ông cụ áo bào xanh gật đầu, biết. Nháy mắt thức thì, Diệp Thần hô hấp dồn dập, ở đâu? Ông cụ áo bào xanh lắc đầu, đầu kia Huyết Long dính luân hồi chi khí, chúng ta cũng không cách nào nói, đây cũng là ngài đã từng giao phó. Diệp Thần có chút nổi nóng. Tại sao cho mình hy vọng lại cho mình thất vọng? Đời trước mình tại sao phải như vậy? Nếu các ngươi cái gì cũng không nói, vậy thì đưa ta đi ra ngoài đi. Ông cụ áo bào xanh gật đầu một cái, chúng ta đến tìm ngài, chính là xác định một chuyện. Chúng ta ba người vốn là nên chết, nhưng có lòng chấp niệm, chờ đợi hy vọng. Lại không nghĩ rằng, hy vọng hạ xuống, kỷ nguyên mở lại, luân hồi đứng đầu xuất hiện. Chúng ta ở trong bí cảnh cung nghênh luân hồi đứng đầu bước lên thần tọa, chấp trưởng luân hồi. Lời nói dần dần bay xa. Một đạo cột sáng bao phủ, Diệp Thần biến mất. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, ba người như cũ quỳ, một đạo thở dài vang lên. Lần này, bàn cờ này, không thể thua nữa. Ta đột nhiên rõ ràng năm đó luân hồi đứng đầu vì sao sẽ bỏ mình. Có lẽ, bản thân này chính là kế hoạch một phần chia đi. Nửa ngày sau, thứ bảy thần quốc, thần cấp tông. Bên trong đại điện, một tất cả trưởng lão cùng Ngọc Chân Tử, tề tụ một đường, có thể tất cả mọi người, sắc mặt đều là vô cùng trầm ngưng. Lúc này, Ngọc Chân Tử tu vi, lại là đã tăng vọt rất nhiều, nhưng là, hắn gương mặt bên trên, nhưng là không thấy được chút nào vui mừng, ngược lại, hai tròng mắt bên trong, mang nồng nặc lo lắng. Mà mấy tên trưởng lão tu vi, đồng dạng là dương cao rất nhiều. Theo lý mà nói, đến hỗn độn cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều là muôn vàn khó khăn, không có mấy ngàn năm, cũng phải mấy trăm năm, có một ít tư chất hơi kém võ giả, thậm chí, cả đời cũng nửa bước khó vào. Sở dĩ, thần cấp tông một đám cao tầng, cũng có thể có to lớn như vậy tăng lên, là bởi vì là Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn quan hệ. Hôm nay, thần quốc bầu trời đêm bên trong, như bánh xe trong sáng to lớn tròn tháng bên trên. Đã ước chừng vần quanh tầng 7 quang vòng. Mà tràn ngập ở toàn bộ thần quốc không khí bên trong màu xanh lá cây quang vụ, vậy đậm đà đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cơ hồ, đem vạn sự vạn vật, cũng dính vào một tầng nhàn nhạt màu xanh lá cây chói lọi. Toàn bộ thần quốc thiên địa linh khí, ước chừng tăng lên hơn ngàn lần. Ở như vậy kích thích bên trên, không riêng gì thần cấp tông cao tầng, thậm chí toàn bộ linh võ đại lục hàng triệu vạn võ giả. Cũng đang điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, thật so đo mà nói, Ngọc Chân Tử đám người tu vi tốc độ tăng trưởng, vẫn là coi là chậm. Không tệ, chính là chậm. Bọn họ, coi như là thần quốc cường giả thế hệ trước, thực lực chân chính bạo tăng được nhanh nhất, là thần quốc những người tuổi trẻ kia. Hiện tại, toàn bộ trong thần quốc, thậm chí không thiếu những cái kia mới vừa quật khởi, đột phá hỗn độn cảnh yêu nghiệt. Cũng chính vì vậy, vốn là, bởi vì truyền thuyết kia ở giữa Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, mà lo âu dậy sắp đến diệt thế tai ương tất cả đại tông môn, vậy lần nữa buông lỏng xuống. Truyền thuyết bên trong, Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn xuất hiện, đến diệt thế tai ương đến, chí ít, cũng có 10 năm thời gian. Lấy hiện tại, mọi người tốc độ tăng lên như vậy, 10 năm sau đó, sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng tầng thứ. Ha ha, đến lúc đó, bất luận là bao lớn tai nạn, bọn họ cũng có thể vượt qua chứ. Cho nên, hôm nay thần quốc mọi người, căn bản không cầm vậy cái gọi là diệt thế tai ương, làm một lần chuyện,
mà là đắm chìm trong thực lực tăng vọt vui sướng, hưng phấn bên trong. Tất cả mọi người đều đưa thần quốc biến hóa, coi là một tràng cơ duyên, mà không phải là tai nạn điềm báo trước. Cái này, mặc dù không phải là một cái tốt đẹp hiện tượng, nhưng, Ngọc Chân Tử các người, lúc này lo lắng, cũng không phải chuyện này. Đây là, đại trưởng lão giọng nặng nề mở miệng nói, tông chủ, ta mới vừa nhận được tin tức, cái khác một nhóm thế lực, thậm chí rất nhiều hai các loại, ba nhóm thế lực, cũng hấp thu tỉnh lại thượng cổ cường giả, mà chúng ta thần cực tông, đến hiện tại, một cái thượng cổ cường giả cũng không có. Thượng cổ cường giả, vậy không phải tùy tiện liền gia nhập thế lực kia, vậy đều phải xem sâu xa. Mà những cái kia bị phụng ma người trước thời hạn đánh thức, cùng với cái này 3 tháng tới lục tục tỉnh lại bộ phận cường giả, lại không có một cái, cùng thần cực tông có chút liên lạc. Cái này ý vị như thế nào? Mấy tháng qua này, trừ thực lực bạo tăng mang tới mừng như điên, thần quốc vậy thuộc về hỗn loạn bên trong. Xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ cường giả, tất cả cái thế lực, lẫn nhau tranh đấu, là ở khó tránh khỏi. Thần cực tông, mặc dù bởi vì không có thượng cổ cường giả tạm thời may mắn tránh khỏi, không có bị cuốn vào tranh đấu bên trong, nhưng là, giống nhau toàn bộ tông môn thực lực, vậy những thứ khác thế lực, thật to kéo ra à. Hơn nữa, nhị trưởng lão, đây là vậy mặt mày ủ rột lên tiếng, không chỉ là thượng cổ cường giả, liền liền cổ thần thể thiên tài, chúng ta bên trong tông môn, cũng chỉ có một. Những tông môn khác, nghe nói đã xuất hiện hết mấy. 3 tháng trước, Ngọc Chân Tử liền hạ lệnh, ra sức đào tạo đệ tử trong tông, các đệ tử thực lực, mặc dù tăng lên được không tệ, nhưng... Và những thế lực lớn khác một so, liền rất kém xa. Tại sao? Bởi vì, cổ thần thể thiên tài tồn tại. Bộ phận võ giả, đang tiếp nhận Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn mang tới căn nguyên lực sau đó, cùng cái này căn nguyên lực, sinh ra một loại cộng minh kỳ dị. Đồng tình xuất hiện sau đó, thể chất của bọn họ, liền xuất hiện biến dị to lớn, thức tỉnh truyền thuyết bên trong, thời kỳ thượng cổ mới tồn tại tất cả loại cổ thần thể. Cổ thần thể, bất kỳ một người nào, đều là có thể nghiền ép chí tôn thần thể tồn tại à. Những cái kia có thể huyết mạch bên trong, cùng thượng cổ lúc có cổ thần thể võ giả, có một chút liên lạc, lại vô cùng là may mắn ở căn nguyên lực dưới sự kích thích, thức tỉnh cổ thần thể võ giả, mới là kinh khủng nhất tồn tại. Bọn họ tu vi tốc độ tăng lên, thực lực tốc độ tăng trưởng, căn bản, thì không phải là những võ giả khác, có thể so sánh. Cho dù vốn là, bình thường, thậm chí tư chất kỳ kém võ giả, một khi thức tỉnh cổ thần thể, chính là lột xác vậy. Lại nghịch thiên thiên tài, đều không cách nào cùng bọn họ như nhau. Cổ thần thể, không chỉ có mang tới trí cường thực lực, tư chất, trọng yếu nhất chính là, thể chất của bọn họ, cùng bây giờ thần quốc võ giả, đã hoàn toàn không cùng, vô cùng là hết sức thân thiện cái này tràn ngập thiên địa thần quốc căn nguyên lực. Ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn trong hoàn cảnh, cổ thần thể thiên tài, ở rất nhiều người trong lòng, liền là chân chánh con thiên mệnh, không thể dung chuyển. Bất quá, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, cái này cái gọi là cổ thần thể, cũng không phải chân chánh thức tỉnh thượng cổ thần thể, mà là thông qua thần quốc căn nguyên lực, cưỡng ép kích thích ngưng tụ ra, nào đó loại cùng chân chính thượng cổ thần thể tương tự giả thượng cổ thần thể. Mặc dù, những thứ này giả thần thể, vậy có cực kỳ cường đại lực lượng, vượt qua chí tôn thần thể, nhưng, vẫn là kém hơn, chân chính thượng cổ thần thể. Càng kém hơn hắn. Hơn nữa, mấu chốt nhất phải, mượn ngoại lực, cưỡng ép ngưng tụ ra cái này loại giả thượng cổ thần thể. Có thể tạm thời, sẽ có cực mạnh thực lực, tu vi tiến bộ, cũng là cực nhanh, bất quá giống như người bảo vệ hậu duệ vậy, làm như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu võ căn cơ. Thậm chí so người bảo vệ hậu duệ, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho dù là tặng không Diệp Thần, Diệp Thần vậy sẽ không cần, nhưng, thần quốc phần lớn người, nhưng căn bản không cách nào phát hiện hết thảy các thứ này. Ngọc Chân Tử than thở một tiếng, dưới mắt loại chuyện này. Chính là tông môn lẫn nhau tóm thâu, thần quốc thế lực lần nữa xác định vị thời điểm, dưới mắt, nguyên bản mới vừa thành là thần quốc như mặt trời ban trưa thần cực tông, thực lực lập tức bị cái khác một nhóm thế lực kéo ra chênh lệch. Chắc hẳn, đừng nói là một cùng tông môn, vô số hai cùng tông môn, cũng chờ nhìn chằm chằm thần cực tông chỗ ngồi, muốn cướp lấy chứ. Còn có càng làm cho Ngọc Chân Tử lo lắng sự việc. Đó chính là Trấn Long Điện à.
Chấn Long Điện mấy tháng qua này bởi vì cổ thần thể và thượng cổ cường giả, thực lực đại chấn. Mà Bạch Ngọc Hoàng thực lực vậy xưa không bằng nay. Vậy đã từng và Diệp Thần ước hẹn nửa năm ước hẹn, rất nhanh sắp đến à. Bạch Ngọc Hoàng lại là tuyên bố muốn ở cuộc chiến sinh tử bên trong làm nhục Diệp Thần. Thậm chí đem Diệp Thần đầu lâu chém xuống, treo cao thương khung. Để cho mọi người phỉ nhổ. Thành tựu Diệp Thần sư tôn Ngọc Chân Tử vừa tức vừa giận giận à. Ngọc Chân Tử xoa trán một cái nói, tiếp tục như vậy, chúng ta Thần Cực Tông muốn gặp đại nạn liền à. Hắn nghĩ tới Diệp Thần. Cái đó sáng lập vô số kỳ tích Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần còn ở đó, chắc hẳn, tình huống nhất định sẽ rất nhiều không cùng đi. Có thể dưới mắt, Diệp Thần, hết lần này tới lần khác không có ở đây. 3 tháng trước, Diệp Thần nói muốn điều tra một ít chuyện, liền cũng không có trở lại nữa à. Đại trưởng lão có chút do dự nói, tông chủ, ngài nói, Diệp Thần hắn có phải hay không? Diệp Thần, cái này vốn là lóng lánh toàn bộ thần quốc tồn tại, cứ như vậy, im hơi lặng tiếng 3 tháng. Mặc dù, mấy ngày này, Thần Cực Tông trên căn bản thuộc về đóng tông trạng thái, nhưng, Diệp Thần một mực không gặp bóng dáng, vẫn là, đối với trong tông môn nếp sống, tạo thành vô cùng là ảnh hưởng không tốt. Thậm chí, rất nhiều người cũng đang hoài nghi, Diệp Thần có phải là chết hay không? Nếu không, tại sao 3 tháng không có phát hiện thân? Liền liền một tất cả trưởng lão, cũng không nhịn được sinh ra ý tưởng giống nhau. Ngọc Chân Tử, nhưng là như đinh chém sắt nói, Diệp Thần, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Vậy trời, Diệp Thần sau khi rời đi, hắn đối bên ngoài chỉ là tuyên truyền, Diệp Thần đi ra ngoài bế quan. Nhị trưởng lão cũng không khỏi cau mày nói, tông chủ, Diệp Thần hắn rốt cuộc đi nơi nào? Chúng ta Thần Cực Tông sở dĩ bây giờ còn chưa có gặp phải cái khác thế lực công kích, một mặt, là bởi vì là chúng ta không có cuốn vào những cái kia thượng cổ cường giả ân oán giữa, một mặt, cũng là bởi vì là Diệp Thần tồn tại à. Diệp Thần, ở thần quang nghi thức bên trong biểu hiện, quá tươi đẹp, quá rung động, 3 tháng trôi qua, uy lực còn lại đặc biệt là ở. Nhưng, trên thế giới không có không lọt gió tường, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn, sẽ bị người cố ý chú ý tới à. Đến lúc đó, chúng ta Thần Cực Tông, thì thật xong rồi. Tam trưởng lão vậy gật đầu nói, không tệ, tông chủ. Bỏ mặc Diệp Thần tu luyện biết bao muốn chặt, tạm thời, trước hết để cho hắn đi ra hiện thân một lần đi. Đúng vậy, hiện tại, đừng nói là người ngoài, chúng ta bên trong tông đệ tử, cũng có rất nhiều người đang hoài nghi, Diệp Thần có phải là chết hay không, vẫn là bởi vì ở nơi này Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, thực lực không có chút nào tiến bộ, đã không lại là đã từng cái đó vạn chúng chúc mục yêu nghiệt, cho nên, không dám gặp người. Liền nói bừa. Ngọc Chân Tử sắc mặt trầm xuống nói, Diệp Thần, hắn vĩnh viễn là chúng ta Thần Cực Tông kiêu ngạo. Hắn cũng biết, gần đây bởi vì Thần Cực Tông đệ tử, thực lực bạo tăng, rất nhiều người thậm chí đều đã vượt qua ngày đó hoa cảnh đào thực lực, cho nên, tự nhiên đối với Diệp Thần cũng không có lớn như vậy kính sợ. Có vài người, đều bắt đầu cảm thấy Diệp Thần bất quá như vậy. Thần Quốc, trên bản chất, vẫn là một người vô cùng hắn tàn khốc, thực tế địa phương. Bất quá, Ngọc Chân Tử mặc dù tức giận, nhưng, thật ra thì đáy lòng, cũng ở đây lo âu. Diệp Thần, rốt cuộc đi nơi nào? Tại sao đến hiện tại, còn chưa có xuất hiện? Bây giờ lúc này, nhưng mà tăng lên thực lực thật tốt cơ hội à? Nếu là Diệp Thần bỏ lỡ, thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa nói như vậy, cho dù Diệp Thần trở về, vậy rất có thể, thật bị Thần Cực Tông những đệ tử khác, cùng với Thần Quốc những thiên tài kia, kéo ra chênh lệch. Đến lúc đó, Diệp Thần còn có thể hơn được những cái kia cổ thần thể thiên tài sao? Còn có Đồ Lan Tâm lại đi nơi nào? 3 tháng trước, đột nhiên xuất hiện, lưu lại một cái ngọc phù để cho hắn toàn lực bảo vệ một cái bé gái an nguy. Nguyên nhân gì cũng không nói, đi nơi nào cũng không nói. Hắn bây giờ thật có chút nóng nảy à? Sẽ không Đồ Lan Tâm vậy xảy ra chuyện đi. Vậy Thần Cực Tông thật ác mộng. Mà đang ở một tất cả trưởng lão cùng Ngọc Chân Tử nói chuyện lúc đó, Thần Cực Tông trên quảng trường, nhưng là một hồi huyên náo. Cơ hồ toàn bộ tông môn đệ tử, cũng vây ở nơi này. Ở trong đám người tim, là 5 người phụ nữ, cùng với một người mặt nở nụ cười người tuổi trẻ. Cái này 5 người phụ nữ, chính là Tôn Di, Phần Anh,
Lâm Nhã Cầm, Sở Doanh, và Duẫn Mính. Còn như Tử Ngưng và Hạ Nhược Tuyết, 3 tháng trước, chẳng biết tại sao, liền trực tiếp rời đi. Tựa như muốn đi tìm cái gì. Cái này 5 người phụ nữ cũng là hiện tại thần cực tông, đẹp nhất 5 người phụ nữ. Bị một đám đệ tử, gọi là thần vô cùng ngũ tiên tử. 5 nữ tu vi cũng là bùng nổ. Tôn Di có xích trần thần mạch. Phần anh trong cơ thể có thượng cổ thần tộc huyết mạch. Lâm Nhã Cầm tiên thiên sát khí, chính là hoàn toàn vào biến thành sát thần thể. Cái này sát thần thể, cũng là một loại vô cùng là cao đẳng pháp thể, hoàn toàn không có ở đây sống chết thể dưới, hắn tu vi, vậy tăng lên tới trảm ách cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, Sở Doanh 5 người, nhưng đều là mặt như hàn xương, ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn trước người tên thanh niên kia nam tử. Mà tên kia nam tử, bất ngờ chính là đã từng bị Diệp Thần từ Hàn Cửu Khê trên tay cứu đệ tử chân truyền Tần Ngọc Minh. Nhưng quỷ dị chính là, hiện tại, một đám đệ tử nhìn về phía Tần Ngọc Minh ánh mắt, nhưng mơ hồ mang vẻ kính sợ. Giống như, đã từng xem Diệp Thần ánh mắt. Dị tượng thay đổi thần quốc mọi người vận mệnh. Vậy thay đổi đã từng thần cực tông chân truyền người thứ nhất lôi hồn Tần Ngọc Minh. Ban đầu, Diệp Thần ở thất hàn giáo Hàn Cửu Khê trong tay cứu 2 người. Phong Lăng nghiêm túc cùng với lôi hồn Tần Ngọc Minh. Tần Ngọc Minh vậy là trở thành Diệp Thần người ủng hộ. Có thể hắn có dã tâm, đã từng, hắn vẫn là chân truyền thứ nhất. Mà Diệp Thần xuất hiện, tước đoạt hắn hết thảy vinh dự. Hắn lấy vì thế sinh đều không cách nào vượt qua Diệp Thần, liền cũng đúng Diệp Thần nổi lên ủng hộ chi tâm. Chí ít trở thành cường giả phụ thuộc cũng không tệ. Nhưng dị tượng xuất hiện, thay đổi hắn hết thảy. Giờ khắc này, nhân tính nhược điểm hoàn toàn hiển lộ. Bất kể là ai, Sở Doanh hướng về phía Tần Ngọc Minh lạnh lùng nói, Tần Ngọc Minh, người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Tần Ngọc Minh nụ cười, càng phát ra đậm đà, cố làm vô tội nói, Sở tiểu thư, đừng bảo là được khó như vậy nghe mà, ta chỉ là muốn mời các ngươi 5 người, cùng uống ly rượu mà thôi, các ngươi như thế tức giận làm gì? Sở Doanh giống vậy lạnh như băng nói được, uống rượu. Chúng ta cự tuyệt. Không muốn tận tuyệt như vậy tình à. Tần Ngọc Minh nhíu mày mau, ta hiện tại, dầu gì cũng là thần cực tông đệ nhất thiên tài, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, cự tuyệt ta, không tốt lắm đâu. Lúc này, đứng ở Sở Doanh các người trước người Tần Ngọc Minh, bất ngờ đã đạt đến hỗn độn cảnh tu vi. Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, mặc dù đối với tất cả mọi người đều là một cái tăng lên thực lực thật tốt cơ hội. Nhưng, mỗi một người, đối với thần quốc căn nguyên lực, năng lực thích ứng, hấp thu tốc độ, đều là không giống nhau. Tần Ngọc Minh, không thể nghi ngờ chính là đặt ở toàn bộ thần quốc, đều là thuộc về đối với căn nguyên lực, vô cùng là thân thiện tồn tại. Ở Diệp Thần không có ở đây dưới tình huống, là xứng đáng không thẹn thần cực tông đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, còn không ước chừng như vậy. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện Tần Ngọc Minh trong mắt chỗ sâu, còn mơ hồ chớp động một đạo không ngừng biến hóa màu xanh lá cây phù văn. Phù văn kia, là cái gì? Đó là, cổ thần thể người có ký hiệu à? Tần Ngọc Minh, là thần cực tông duy nhất thức tỉnh cổ thần thể trình độ cao nhất yêu nghiệt. Từ hắn thức tỉnh cổ thần thể sau đó, ở bên trong tông địa vị, chính là không người có thể địch. Duẫn Mính sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, Tần Ngọc Minh, người không phải thích tông môn một vị đạo sư sao? Ngươi làm ra loại chuyện này, không phụ lòng nàng sao? Tần Ngọc Minh nghe vậy, lại là ha ha phá lên cười nói, ha ha, ưu tú người đàn ông, bên người có rất nhiều nhiều người phụ nữ vây quanh, há chẳng phải là chuyện bình thường. Ừ, Diệp huynh hắn, không phải là như vậy sao? Tại sao ta Tần Ngọc Minh, thì không được đâu? Huống chi, hiện tại, ta thân phận và trước kia có thể so sánh sao? Cái đó bà cụ hiện tại xứng với ta. Chỉ có xem các ngươi như vậy, được gọi là thần vô cùng ngũ tiên tử cô gái, mới cùng ta cổ thần này thể thiên tài xứng đôi. Tần Ngọc Minh, Tôn Di đoạn quát một tiếng, chúng ta là Diệp Thần người phụ nữ. Diệp Thần, đã từng là làm sao đối với ngươi? Hắn cứu ngươi, bởi vì Diệp Thần, ngươi được nhiều ít chỗ tốt. Hiện tại, ngươi lại nói ra những lời này. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Nếu như Diệp Thần trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, có Diệp Thần ở đây, người vĩnh viễn không có tư cách gọi mình là thần cực tông đệ nhất thiên tài.
Ngươi, căn bản không xứng và Diệp Thần, như nhau. Trên quảng trường, lâm vào một phiến tĩnh mịch bên trong. Một đám đệ tử, đều là khó có thể tin nhìn Tôn Di cùng nữ. Bây giờ Tần Ngọc Minh, cũng không phải là trước kia Tần Ngọc Minh liền à. Tôn Di các người, lại dám như thế và Tần Ngọc Minh nói chuyện. Là không muốn sống nữa sao? Phải biết, từ Tần Ngọc Minh thức tỉnh cổ thần thể, tu vi bạo tăng, cường thế quật khởi sau này, hắn ghét nhất chính là người khác ở hắn trước mặt nhắc tới Diệp Thần. Hiện tại, Tôn Di không chỉ có sách ra, còn nói thẳng Tần Ngọc Minh, căn bản không xứng và Diệp Thần như nhau. Cái này, là chạm đến Tần Ngọc Minh nghịch lân à. Tần Ngọc Minh, có thể không nổi giận. Hắn từ có chí cường thực lực sau đó, lại cũng sẽ không giống trước kia Hàn Cửu Khê như vậy, cho dù bị vũ nhục, vậy vẫn là biết ẩn nhẫn. Ngược lại, giống như là muốn cọ rửa đã từng là khuất nhục vậy, bây giờ Tần Ngọc Minh, cực kỳ bá đạo, cực kỳ lòng dạ độc ác. Cái này hai ngày, hắn vì chứng minh mình thực lực, đã tiếp liền đem bên trong tông môn những cái kia đã từng ủng hộ Diệp Thần đệ tử, toàn bộ đánh thành trọng thương. Tôn Di cùng nữ, phải thảm. Quả nhiên, Tôn Di sau khi nói xong, Tần Ngọc Minh mặt mũi, ngay tức thì âm trầm xuống, trong mắt bên trong, lửa giận nồng đậm, đang điên cuồng cuồn cuộn, khí tức quanh người, cũng đổi được vô cùng lạnh như băng. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Tôn Di, cười lạnh nói, ngươi nói, bổn công tử không xứng và Diệp Thần như nhau. Hắn đột nhiên hướng về phía chung quanh một đám đệ tử cười lớn tiếng nói, các ngươi, cái này 3 tháng thấy Diệp Thần liền sao? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là đáp không có. Tần Ngọc Minh quay đầu, lần nữa nhìn về phía Tôn Di nói, nghe không, không có. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi Diệp Thần tại sao, 3 tháng cũng không có phát hiện thân sao? Hắn khuôn mặt bên trên bỗng nhiên hiện lên lau một cái nghiền ngẫm, vẻ khinh thường nói. Không phải là ở nơi này trong 3 tháng, tiến bộ quá nhỏ, bị bổn công tử thiên phú hủ được, trốn đi chứ. Ngươi có thể khuyên Diệp Thần, để cho hắn sớm một chút đi ra ngoài, không bằng bổn công tử, cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, không phải sao. Hơn nữa, bổn công tử niệm ở lúc trước hắn đã cứu tình của ta phân thượng, có thể để cho hắn đi theo bổn công tử bên người. Lâm Nhã cầm mắt đẹp bên trong, sát ý lóe lên nói, trốn. Tần Ngọc Minh, ngươi quá để ý mình liền chứ. Diệp Thần bất quá là bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào lộ mặt mà thôi. Bế quan tu luyện. Tần Ngọc Minh gương mặt bên trên, hiện lên nồng nặc cười nhạt, nói trước mấy ngày, hai cùng tông môn lôi quang cửa đệ tử chân truyền yêu nghiệt Bùi Dũng, tới Bái Sơn, đem thần cực tông nguyên bản cái đó được gọi là chân truyền thứ hai thiên tài. Một chiêu nghiền ép, dẫm ở dưới chân, toàn bộ thần cực tông tôn nghiêm, đều phải bị người đạp vỡ. Vị này Diệp công tử, còn đang bế quan. Nếu không phải bổn công tử ra tay, trực tiếp đem vậy Bùi Dũng trong nháy mắt giết, thần cực tông sợ rằng đều phải cho cái này lôi quang cửa, đánh vỡ sơn môn, trực tiếp tóm thâu chứ. Diệp công tử, người đâu? Vây xem đệ tử nghe vậy, đều là ánh mắt lóe lên, không ít người, trên mặt cũng thoáng qua bất mãn, ai oán vẻ. Chính là bởi vì ra chuyện này, đưa đến Diệp Thần ở bên trong tông danh vọng. Nhanh chóng giảm xuống. Mà không ít người lại bị Tần Ngọc Minh triển hiện thực lực kinh khủng nơi khuất phục. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều thần cực tông đệ tử thành Tần Ngọc Minh người ủng hộ. Mọi người nghe được Tần Ngọc Minh lời ấy đều là không nhịn được kêu lên. Diệp Thần, thần cực tông kiêu ngạo. Ha ha, không thấy bóng dáng kiêu ngạo sao? Ta xem, chính là tiến bộ quá nhỏ, ngại quá gặp người chứ. Bây giờ Diệp Thần và chết, không khác biệt. Nam nữ nghe vậy, đều là khẽ cau mày, các nàng cũng không biết, Diệp Thần đoạn thời gian này, tại sao 3 tháng vẫn chưa trở lại. Sở Doanh nhàn nhạt nói, Tần Ngọc Minh, chúng ta, không có hứng thú và người uống rượu. Dứt lời, nam nữ trực tiếp xoay người rời đi, không có đợi tiếp nữa ý kiến. Nhưng vào lúc này, một cổ tuyệt cường khí tức, phóng lên cao, Sở Doanh nam nữ thân thể, ở hơi thở này dưới áp chế. Ngay tức thì cứng đờ, các nàng chợt xoay người lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Ngọc Minh. Lúc này, Tần Ngọc Minh hỗn độn hơi thở phun trào, trong mắt bên trong, lục quang lớn thả, hắn từng bước, hướng Sở Doanh các người đi tới, sắc mặt lạnh như băng nói được, bổn công tử nói qua, ở trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt ta, không tốt lắm, ngày hôm nay, các
các ngươi nguyện ý cùng ta uống rượu, được cùng, không muốn cùng ta uống rượu, vậy được cùng. Cảm thụ vậy giống như gió bão vậy, vét sạch toàn bộ thần cực tông khí tức kinh khủng, tất cả mọi người là thần sắc cuồng biến, Tần Ngọc Minh, chỉ dựa vào hơi thở, sẽ để cho mọi người có một loại, mình sinh mạng, ở hơi thở này gió bão bên trong, giống như yếu ớt ánh nến vậy, tùy thời cũng sẽ tắt cảm giác à. Đây là Diệp Thần cũng không có để cho bọn họ cảm nhận được áp lực à. Lúc này Tần Ngọc Minh, thực lực, đã áp đảo Diệp Thần bên trên. Xích Trần Thần Mạch, mở, Tôn Di quanh thân bùng nổ một đạo ánh sáng, bao phủ còn lại mấy nữ. Sát thần thể, Lâm Nhã Cầm vậy thanh quát một tiếng, tuyệt mệnh sát khí, tản ra, thức tỉnh sát thần thể sau đó, nàng đã có thể hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể tiên thiên sát khí. Tôn Di bảo vệ mọi người, vậy nàng liền muốn trực tiếp ra tay. Lâm Nhã Cầm mắt đẹp bên trong, dâng lên đỏ tươi vẻ, một đầu tóc đen, vậy thay đổi là đỏ thẫm. Không gió tự động, một đạo sông máu, vô căn cứ hiện lên, lượn lờ quanh thân, sát khí cuồn cuộn, lại là ngay tức thì, liền tiến vào ban đầu cùng Diệp Thần lúc giao thủ, tháo ra sát thần ấn trạng thái. Hơn nữa, hắn hai tròng mắt bên trong, thần quang chớp động, hoàn toàn không có bị giết khí ảnh hưởng tâm trí. Lâm Nhã cầm trường kiếm trong tay điệu múa, vậy tia máu sông, ở kiếm ý dẫn động dưới, phóng lên cao, hóa thành một đầu màu máu cự long. Gầm thét, hướng Tần Ngọc Minh nhảy lên đi. Sở Doanh hai tròng mắt bên trong, ánh sáng bảy màu hoa chớp động, giống vậy vận dụng sống chết thể uy năng, một kiếm chém ra, công hướng vậy hủy diệt chi điểm. Mà Duẫn Minh trong tay nhiều đối với dao găm, nàng thân hình một cái chớp động, lại là sáp nhập vào dưới chân bóng mở bên trong, ở trong hư không nhanh chóng chớp động, vô số đạo tản ra ngưng trọng âm khí bóng đen hướng Tần Ngọc Minh nhào tới. Cái này, chính là vậy không u thân thể năng lực. Lấy ảnh hóa hình. Còn dư lại phần anh mặc dù không có thức tỉnh đặc thù pháp thể, nhưng, bản thân tu võ thiên phú, chính là cực cao, thực lực tự nhiên không kém, các nàng mặt không cảm giác, cả người kiếm ý mãnh liệt, một kiếm chém ra, kiếm quang dâng trào, giống như bầu trời đầy sao, chết nhân thế. Mọi người thấy vậy, khiếp sợ được trợn mắt hốc mồm. Nam nữ, lại là ở ngay tức thì, cũng bạo phát ra làm người ta sợ hãi thực lực. Như thực lực này, đã vượt qua thần cực tông phần lớn võ giả. Nhưng, Tần Ngọc Minh, gương mặt trên vẻ khinh thường, nhưng hơn nữa đậm đà. Hắn hơi thở cùng nhau, hướng Lâm Nhã Cầm các người, trấn áp đi. Trong nháy mắt, huyết long, kiếm quang, bóng mở vân. Vân, nhìn như uy thế vô cùng công kích, lại là tựa như khói xanh vậy, tiêu tán ở không khí bên trong. Quá khủng bố. Bọn hắn công kích, liền một phần vạn cái hô hấp, cũng không có kiên trì đến chứ. Cứ như vậy bể nát. Hơn nữa, Tần Ngọc Minh ngay cả tay cũng không có mang một chút à. Chỉ là dùng hơi thở, liền hoàn toàn nghiền ép. Lâm Nhã Cầm nam nữ, chiêu thuật bị phá, tự mình vậy bị cắn trả, tiếp liền lùi lại bước, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Các nàng giống vậy kinh hãi vô cùng nhìn Tần Ngọc Minh. Tần Ngọc Minh rất mạnh, mình các người, căn bản không phải đối thủ, các nàng là biết. Chỉ là, không nghĩ tới, chênh lệch lớn đến loại này. Hoàn toàn, một ngày đầy đất à. Tần Ngọc Minh mặt không thay đổi hướng về phía nam nữ nói, bổn công tử kiên nhẫn, là có hạn. Ngay tại lúc này, thần cực tông hộ thân đại trận, đột nhiên truyền ra một hồi chập chờn, lại là tự đi mở ra một đạo lối đi. Tất cả mọi người, bao gồm Tần Ngọc Minh, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng hướng vậy đại trận mở chỗ nhìn. Thần cực tông đại trận, đã hoàn toàn đóng cửa, hôm nay, có thể tự do ra vào, chỉ có hai người. Một người là Đồ Lan Tâm, mà một người khác chính là Diệp Thần. Chẳng lẽ, là Diệp Thần trở về? Sẽ ở đó lối đi mở ra ngay tức thì, một đạo thân ảnh, liền rơi vào trên quảng trường. Đồng thời, nam tử thanh âm đạm mạc. Ở mọi người bên tai vang vọng. Tần Ngọc Minh, ngươi, đang làm gì? Trên quảng trường, ngay tức thì rơi vào tĩnh mịch. Một phần chia đệ tử, vô cùng kích động nhìn Diệp Thần, mà một bộ khác phút, chính là mặt đầy khinh miệt, vẻ châm chọc. Diệp Thần, trở về. Thật trở về. Đồ Lan Tâm cùng Lạc Thi Thi không có đi theo hắn, bởi vì lần này Diệp Thần chém chết Khổng Tiên, thứ bảy thần quốc địa vị, lần nữa đạt được tất cả đại thần quốc thừa nhận.
các nàng rời đi thần nguyên bí cảnh sau đó, liền được mời, trước đi tham gia một lần thần quốc đại hội. Tần Ngọc Minh thấy Diệp Thần cũng là ngay tức thì sắc mặt biến đổi, thậm chí không nhịn được lui về phía sau nửa bước, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, bất quá, rất nhanh hắn liền chấn định lại. Tại sao? Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần tu vi, bất quá là chảm ách ba tầng thiên. Bế quan ba tháng, bất quá là chảm ách ba tầng thiên. Tần Ngọc Minh cười, khinh thường cười, cái này, chính là cái gọi là thiên tài. Hắn biết, Diệp Thần có thể vượt cấp mà chiến, cảnh giới không đại biểu hết thảy. Nhưng, Tần Ngọc Minh chân tránh bước vào hỗn độn cảnh sau đó, hắn có thể cảm nhận được, hỗn độn cảnh cùng không hỗn độn cảnh bây giờ, tồn tại to lớn hồng câu. Hơn nữa, hắn Tần Ngọc Minh, nhưng mà có thượng cổ thần thể trình độ cao nhất yêu nghiệt à. Hiện tại, đặt ở toàn bộ thần quốc, đều là đứng đầu tồn tại. Cái này, dĩ nhiên không chỉ là bởi vì tốc độ tu luyện của hắn, càng bởi vì, thượng cổ thần thể khủng bố. Tần Ngọc Minh hiện tại, cho dù đối mặt hỗn độn cảnh tầng 2 thiên võ giả, cũng có lòng tin, cùng một trận chiến. Hắn, làm sao có thể sẽ thua ở một người chảm ách võ giả? Đơn giản là cười nhạo. Tần Ngọc Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mặt hiện vẻ châm chọc nói, à. Diệp công tử, ba tháng không gặp, ngươi, rốt cuộc xuất quan. Không tệ lắm, tu vi, cũng tăng lên tới chảm ách ba tầng thiên. Đoạn thời gian này, ngươi cũng đi nơi nào bế quan. Một đám đệ tử nghe vậy, đều là phát ra một hồi cười ầm lên. Chảm ách ba tầng thiên, ha ha, tăng lên thật lớn à. Làm sao, tránh không nổi nữa. Lại hoa một năm nửa năm, đột phá hỗn độn trở lại à. Ma thần. Cười chết người. Diệp Thần, nhưng vẫn thần sắc nhàn nhạt nói, ta Diệp Thần cả đời làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích. Trên quảng trường, lại là một hồi yên lặng. Yên lặng được, tựa như biển sâu bên trong vậy. Một khắc sau, có chút đệ tử, bộc phát ra chấn thiên cười to. Diệp Thần, là không nhìn ra Tần Ngọc Minh thực lực sao? Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Tần Ngọc Minh trong mắt nụ cười nồng hơn nói, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi có biết hay không, ta vẫn luôn không ưa ngươi khủng như vậy, ngươi lấy là, ngươi có thể một mực cuồng đi xuống. Ngươi, chỉ là mù mắt, không thấy rõ ngươi và ta chênh lệch thôi. Diệp Thần khóe miệng, hiện lên một nụ cười châm biếm nói, ta có thể, thật nhìn lầm rồi. Mọi người nghe vậy, lại là sững sốt một chút. Không thiếu nguyên bản kích động nhìn Diệp Thần. Trong mắt tràn đầy mong đợi thần cực tông đệ tử nghe vậy, đều là không khỏi được, ánh mắt buồn bã, mặt lộ vẻ thất vọng lắc đầu một cái. Trong lòng bọn họ, cái đó sừng sững không ngã, vĩnh viễn sẽ không cúi đầu ma thần, rốt cuộc, không tồn tại sao. Tần Ngọc Minh trên gương mặt, toát ra vẻ hài lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần, nhưng mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới, ta Diệp Thần, cũng có xem nhìn sót thời điểm. Ban đầu, ta không nên cứu ngươi. Trước kia, ta làm sao không phát hiện, ngươi Tần Ngọc Minh, như thế xúc sinh đâu. Yên tĩnh. Tựa như vũ trụ ra đời trước, vậy thuần túy yên tĩnh. Một đám tu võ người, nhìn Diệp Thần, chấn động tủng đến, ngay cả hô hấp đều quên. Diệp Thần, lại trực tiếp nhục mạ Tần Ngọc Minh. Thức tỉnh thượng cổ thần thể, tu vi hỗn độn cảnh Tần Ngọc Minh. Ngươi, nói, thập. Sao, Tần Ngọc Minh đôi mắt ứ máu, gân xanh không ngừng nhảy, diễn cảm vô cùng dữ tợn. Hắn hiện tại, nhưng mà cổ thần thể thiên tài, hỗn độn cảnh cường giả, thần cực tông thứ nhất yêu nghiệt. Hắn hiện tại, cũng không phải là đã từng cái đó, đi theo Diệp Thần bên người phụ thuộc. Hắn hiện tại, hẳn là bị vạn người truy đuổi nâng, vô hạn tôn kính tồn tại à. Diệp Thần, lại vẫn dám như vậy. Hắn một mực. Rất ghen tị Diệp Thần, thật vất vả xoay người, có thể Diệp Thần đối đãi mình, lại vẫn là xem đối đãi đã từng là mình như nhau. À, Diệp Thần mặt lộ vẻ nghiền ngẫm thần sắc, chó, thật là không đổi được ăn cứt, ngươi còn muốn nghe một lần. Xem ra, ngươi là thật bị coi thường à, chẳng lẽ ngươi quên bị Hàn Cửu Khê hành hạ hình ảnh. Tần Ngọc Minh nghe vậy, ngay tức thì giận dữ, lại vậy không cách nào nhẫn nại đi xuống. Giống như là mất khống chế giống như dã thú điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt bên trong, sát ý bạo tránh, vô số màu xanh lá cây phủ văn,
ở con ngươi chỗ sâu cuồn cuộn, thần thể thiên tài hơi thở, như biển gầm vậy hướng bốn phương tám hướng, bùng nổ đi. Vậy một đám thần cực tông đệ tử bên trong, không ít người, lại là bị cái này tiết lộ ra hơi thở, trực tiếp chấn động được hộc máu, trọng thương. Tần Ngọc Minh cổ tay lộn, nắm một chuôi nửa bước tuyệt khí trường kiếm, đồng thời, một đạo thương cổ hơi thở, từ trong cơ thể hắn, tràn đầy kéo dài tới hàn quang kia lóe lên kiếm phong bên trên. Trong chốc lát, Tần Ngọc Minh, tựa như cùng trường kiếm trong tay, hợp làm một thể. Kinh thiên kiếm ý, gào thét lao nhanh, một phe này thế giới, phảng phất sáp nhập vào Tần Ngọc Minh trường kiếm trong tay sắc bén bên trong. Mọi người thần hồn, đều là cảm thấy một hồi băng hàn. Tựa như, bị kiếm ý xuyên qua vậy. Tốt nghịch thiên kiếm ý. Tần Ngọc Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt lửa giận hùng tâm nói, Diệp Thần. Ngày hôm nay, bổn công tử sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, thượng cổ thần thể, kiếm vẫn thân thể khủng bố. Ta sẽ để cho ngươi, hối hận đối với ta nói qua mỗi một chữ. Chư thần vẫn thiên kiếm. Một khắc sau, Tần Ngọc Minh bỗng nhiên xuất kiếm. Cực nhanh một kiếm. Giống như tia chớp, cơ hồ không có thời gian cách nhau, liền tới Diệp Thần trước mặt. Trình độ cao nhất lưu quang, chút xuống ra, ngay lập tức bây giờ, võ đạo quy luật, làm run rẩy, vô tận hư không, quy về mất đi. Giống nhau chư thần hàng phạt hậu thế giới, trời vẫn diệt ở trước mắt. Thần cực tông chỗ ở đúng ngôi thần sơn, cũng bởi vì một kiếm này, xu hướng tại tan vỡ. Vậy thần bảo vệ vô cùng tông, trải qua vô số quý trọng vật liệu củng cố hộ thân đại trận, đều ở đây kinh khủng kia kiếm ý dưới, bắt đầu bể tan tành. Vô số đạo khiết kiếm trắng mang, hợp thành chết thế giới, đem Diệp Thần hoàn toàn chiếm đoạt. Sở Doanh các người, lúc này, mặt đẹp đã là một phiến trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, mắt đẹp bên trong, đều là vô cùng vẻ lo âu. Tần Ngọc Minh một kiếm này, mạnh đến trình độ cao nhất. Thật là, toàn bộ thần quốc, đều tựa như có thể bị hắn một kiếm xuyên qua vậy. Rất nhiều thần cực tông đệ tử, đã là mặt lộ cười nhạt. Nhìn Diệp Thần, phảng phất giống như là đang nhìn một người chết. Liền những cái kia giúp đỡ Diệp Thần đệ tử, cũng không khỏi mặt hiện bi cho, bọn họ cũng không cho rằng, Diệp Thần có năng lực, ngăn cản cái này vượt quá suy nghĩ cực hạn một kiếm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần, động. Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tùy ý, chém ra một kiếm. Thậm chí, liền kiếm ý, cũng không có đụng tới. Chỉ là thật đơn giản một kiếm mà thôi. Mặc dù đơn giản, nhưng, tuyệt không đại biểu một kiếm này, không mạnh. Vậy, nhưng mà hàm chứa Diệp Thần, vậy vượt quá tưởng tượng cự lực một kiếm à? Không gian, tựa hồ cũng không chịu nổi Diệp Thần một kiếm này sức nặng, mà nén. Cái này tùy ý một kiếm, nhưng đem đúng ngôi thần sơn không khí bốn phía, bị điên cuồng khuấy động. Một kiếm dáng vóc to gió bão. Từ cái này thần cực tông trên quảng trường, hướng ra phía ngoài tràn ngập, liền vậy hộ thân đại trận sương mù, đều không cách nào ngăn cản cái này cuồng phong lực lượng, đi đôi với gió lốc lớn, không ngừng xoay tròn. Một đám đệ tử, cho dù cả người linh lực bùng nổ, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ thân hình, không để cho mình bị phong áp tung bay mà thôi, căn bản, liền đứng cũng không vững à. Kiếm đánh nhau. Vậy nhìn như đủ để xuyên qua thần quốc kiếm quang, nhưng giống như là bột xếp thành vậy, ngay tức thì, vỡ vụn. Không chỉ có như vậy, vô biên cự lực, cuồng trào ra, Tần Ngọc Minh trong tay chuôi này nửa bước tuyệt khí trường kiếm, lại là rắc rắc một tiếng, trực tiếp gãy. Cái này, nhưng mà nửa bước tuyệt khí vũ khí à. Bền bỉ đến không cách nào hình dạng, cùng thần cực tông chấn tông bảo kiếm huyền nguyên thần kiếm, một cái đẳng cấp bảo vật. Lại. Bị Diệp Thần như thế tiện tay một kiếm, liền trực tiếp, chặt đứt. Tần Ngọc Minh, lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, nơi nào, còn có nửa phần cao ngạo, tức giận. Còn dư lại, chỉ có nồng đậm sợ hãi, cùng hối hận. Phốc, Tần Ngọc Minh miệng phun máu tươi, thân hình đảo phi nhi xuất, tốc độ cực nhanh, giống như ra khỏi nòng đạn đại bác vậy. Ầm một tiếng vang thật lớn, núi thần rung, giống như cấp 10 động đất vậy. Liền vậy hộ sơn đại trận, đều cơ hồ phải bị Tần Ngọc Minh, đụng nát. Tần Ngọc Minh thân thể, từ vậy sương mù bình phong che chở bên trên, chậm rãi thụt xuống, để lại một vệt máu,
một cái đụng này, cùng với Diệp Thần đánh vào trong cơ thể khủng bố cự lực, may là hắn có lấy căn nguyên lực kích phát thượng cổ thần thể, thể chất lấy được cực lớn tăng cường, vậy căn bản không cách nào tiếp nhận. Lúc này Tần Ngọc Minh, cả người xương cốt, kinh mạch, máu thịt, cũng bể tan tành được rối tinh rối mù, miễn cưỡng để lại một cái mạng mà thôi, thoi thóp, trọng thương sắp chết. Và ban đầu Thất Hàn giáo Hàn Cửu Khê tổn thương hắn hình ảnh giống nhau như đúc. Nhưng lúc này đây, Diệp Thần sẽ không lại cứu. Diệp Thần nhìn miệng phun máu tươi Tần Ngọc Minh, trong mắt, không khỏi được lóe lên một chút vẻ phức tạp, ta rốt cuộc rõ ràng lão thương tâm tình. Cứu một người, nhưng hại mình. Người, là cái thế giới này phức tạp nhất tồn tại. Bất quá, ta Diệp Thần, ghét nhất phản bội. Một giây kế tiếp, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm bay ra. Rồi sau đó từ trên trời hạ xuống. Một phiến xương máu xuất hiện. Đó là chết cùng với Diệp Thần đã từng là thiện. Mọi người xem xong nhớ bỏ phiếu thắng và phiếu đề cử. Xông lên xông lên xông lên. Tần Ngọc Minh chết, đối với Diệp Thần tâm cảnh vẫn là có chút dao động. Lão thương năm đó cứu một người, nhưng tạo thành thần quốc vô số cường giả chết. Đây là lão thương cả đời tâm kiếp. Nhưng, Diệp Thần quyết không cho phép trở thành hắn tâm kiếp. Chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Thần liền dẫn nam nữ, chớp mắt biến mất. Chỉ để lại đã hoàn toàn rơi vào cứng ngắc, tựa như tượng đá vậy, cả người bị dùng mình tràn đầy, linh hồn phiêu tán, óc chỗ trống, rung động đến khó mà hình dung một đám thần cực tông đệ tử. Cái đó có thượng cổ thần thể, nhanh chóng quật khởi, bị bọn họ coi như thần linh Tần Ngọc Minh. Liền, như thế đánh bại. Bị Diệp Thần, tùy ý một kiếm, kiếm pháp đều vô ích một kiếm. Đánh thành trọng thương. Sau đó xóa đi. Cái này 3 tháng, Diệp Thần rốt cuộc là tu luyện thế nào à? Nếu như Diệp Thần là rồng thần mà nói, so với Diệp Thần thực lực tăng trưởng tốc độ, vậy từng cái, lấy tốc độ trưởng thành là kiêu ngạo, cái gọi là cổ thần thể thiên tài, thật là liền con run cũng không tính chứ. Thần cực tông bên trong đại điện, một bóng người chớp mắt, liền xuất hiện ở cửa. Mà lúc này, Ngọc Trân Tử cùng với một đám thần cực tông trưởng lão, đã mặt đầy nụ cười cùng ở nơi này. Bọn họ đã vừa mới nghe nói Diệp Thần trở về. Hơn nữa, trở lại một cái, lại thuận tay một kiếm, đánh bại Tần Ngọc Minh. Đây chính là cổ thần thể thiên tài Tần Ngọc Minh à. Thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Thần không kịp thời trở về, Ngọc Trân Tử vậy sẽ ra mặt. Dẫu sao, mấy nữ là Diệp Thần mang tới, hắn thành tựu sư tôn, tự nhiên sẽ bảo hộ. Nhưng Ngọc Trân Tử vì tông môn, không phải vạn bất đắc dĩ, vậy tuyệt đối không thể đối với thần cực tông duy nhất cổ thần thể ra tay. Đoạn thời gian này, Tần Ngọc Minh mặc dù một mực tự xưng thần cực tông đệ nhất thiên tài, Ngọc Trân Tử các người vậy không thể làm gì. Không phải là không muốn quản, là không có cách nào quản à. Thần cực tông như không có Diệp Thần. Liền cần Tần Ngọc Minh à. Cổ thần thể, ở thời đại này, chính là như thế khủng bố. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng Diệp Thần có phải hay không bỏ lỡ thực lực này tăng lên cơ hội, có thể hay không bị những người khác kéo ra chênh lệch. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là buồn lo vô cớ à. Diệp Thần, bất luận ở vì sao loại thời đại, vì sao loại địa phương, đều là cực kỳ lóng lánh tồn tại. Coi như là có cổ thần thể Tần Ngọc Minh như vậy yêu nghiệt, đều bị Diệp Thần tùy ý đánh bại, có thể gặp Diệp Thần thực lực, đã nghịch thiên đến hạng bước à. Nguyên bản thần cực tông nguy cơ, có thể nói ngay tức thì liền giải trừ. Bọn họ làm sao có thể không cười? Diệp Thần mỉm cười nói, sư tôn, các vị trưởng lão, đệ tử đến chậm. Ngọc Trân Tử vuốt râu cười nói, bẩm tới liền tốt, trở về liền được a. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Kỷ Lâm, liền mở miệng nói, sư tôn, đồ tiên tử để cho ngài chiếu cố cái đó hài tử đâu. Ngọc Trân Tử lúc này mới chợt hiểu, liền nói, vậy nha đầu nóng nảy ngược lại là cổ quái, ta vốn định mang nàng tới thần cực tông, dù là giao ra tín vật, nàng cũng không nguyện ý hồi. Trước đây, vốn là ta tự tay bảo vệ, nhưng sau đó tông môn xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng chỉ có thể trở về. Bất quá hồi trước khi tới. Ta là vậy nha đầu thiết trí trận pháp, không phải hỗn độn cường giả đánh nát không được trận pháp kia, cũng mà còn có thần cực tông trưởng lão ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, đồ nhi có thể yên tâm. Trước đây không lâu, trưởng lão liền truyền tới tin tức,
con bé này đang bế quan. Và nàng cùng nhau bế quan, còn có thương cổ môn huyền linh tử. Diệp thần gật đầu một cái. Ngọc Trân tử làm việc, hắn lại yên tâm. Mặc dù càng kỳ vọng Ngọc Trân tử tự tay bảo vệ, nhưng Ngọc Trân tử dẫu sao muốn nắm trong tay toàn bộ thần cực tông, tự nhiên không thể toàn lực chiếu cố Kỳ Lâm. Dưới mắt tới xem, Kỳ Lâm bế quan phải cùng độc bia có liên quan. Hiện tại coi như đi tìm, cũng không khả năng thấy Kỳ Lâm. Dứt khoát liền cùng Kỳ Lâm bế quan kết thúc đi. Cũng không biết, có độc bia Kỳ Lâm, có thể cường đại đến cái gì bước. Sau đó, Diệp Thần liền hướng một tòa cung điện đi tới. Nơi đó đang ngủ say hôn mê Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần mở cửa, chính là cảm giác được vô số man hoang chi khí phun trào. Sát ý khủng bố. Mà Diệp Lăng Thiên đã yên lặng nằm ở trên giường, trong mắt đóng chặt, quanh thân lượn lờ một đoàn màu xanh nhạt chói lọi. Chói lọi bên trên lại vẫn nhấp nhô rất nhiều cổ xưa phù văn. Diệp Thần con người đông lại một cái này có chút xem Tần Ngọc Minh cổ thần thể. Nhưng hơi thở lên, nhưng vượt xa cổ thần thể. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh hết thảy, lại phát hiện vô số thiên địa linh khí, lại có thể cũng chảy vào Diệp Lăng Thiên thân thể. Cái này Diệp Lăng Thiên tổ tiên rốt cuộc cho hắn cái gì? Diệp Thần lời nói còn chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh già nua liền xuất hiện ở Diệp Thần chừng. Dĩ nhiên là Ngọc Trân Tử. Ngọc Trân Tử hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, lẩm bẩm nói, đồ nhi, ngươi mang tới người bạn này, rất đặc thù. Ngươi vậy phát hiện thần cực tông bầu trời linh khí quỷ dị chảy hướng. Ta vốn cho là cái này Diệp Lăng Thiên muốn thức tỉnh cổ thần thể, nhưng hôn mê lâu như vậy, căn bản không khoa học. Đoạn thời gian này ta tra duyệt một ít cổ tịch, cảm giác người này tình trạng, có chút giống viễn cổ Diệp gia người nào đó. Người đối với Diệp gia hẳn rõ ràng không nhiều, nó di chỉ ở thứ nhất thần quốc, ban đầu thần quốc một vị cao nhất cường giả, tên Luân Hồi đứng đầu, lấy. Diệp thần mở miệng nói, sư phụ, những thứ này ta đều biết, đồ tiên tử và ta nói qua. Ngọc Trân tử bừng tỉnh, gật đầu một cái, dưới mắt, liền chỉ có chờ, ta luôn cảm giác, người này tỉnh lại sau đó, tuyệt không bình thường. Đúng rồi, nửa năm ước hẹn không bao lâu. Ngươi có thể không nên buông lỏng, vậy Trấn Long Điện điện chủ, cũng không ngươi nghĩ như thế đơn giản. Diệp thần con ngươi thoáng qua một chút sát ý, sư phụ yên tâm, hắn mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ để cho hắn rõ ràng, ta Diệp thần hai chữ, đại biểu cái gì. Cùng lúc đó, thần nguyên trong bí cảnh, đến gần Cửu Thiên Thần Long Điện một nơi thiên địa linh khí vô cùng đậm đà, cây rừng tươi tốt, vô cùng to lớn, bước ngang qua mấy ngàn dặm hải ngoại hòn đảo bên trên, thỉnh thoảng. Có thể thấy được từng cái giao long bóng người, ở chung quanh đảo hải vực sóng lớn bên trong thoáng qua, ở hải đảo kia lên núi rừng bên trong tạt qua. Cả tòa hòn đảo, cũng tràn ngập mãnh liệt long tộc hơi thở. Mà ở hòn đảo vị trí trung tâm, tọa lạc vô số khí thế kiến trúc, cùng với một tòa lấy khối lớn vô cùng là cao đẳng tinh thạch điêu khắc mà thành, toàn thân lóng lánh chói mắt linh quang, vô cùng cao lớn cự long pho tượng. Nơi này, chính là thần quốc một cùng tông môn. Trấn Long Điện chỗ. Trấn Long Điện ở thần quốc trong lịch sử xuất hiện, chính là xuất xứ từ Cửu Thiên Thần Long Điện. Truyền thuyết, Cửu Thiên Thần Long Điện đi ra một vị cường giả, lấy cao nhất tài nguyên, ở trong vòng 10 năm chế tạo một cái một cùng tông môn. Nhưng truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, thật giả không cách nào khảo cứu. Cái này tông môn ở trong năm tháng vô tận, trải qua lên lên xuống xuống, nhưng chưa bao giờ bước ra một cùng tông môn hàng ngũ. Nguyên bản, Trấn Long Điện thuộc về một nhóm thế lực, ở trong thần quốc, địa vị tôn sùng vô cùng, nhưng lúc này, lại có một phiến đông nghịt sóng người, từ nơi chân trời hướng Trấn Long Điện chỗ ở hòn đảo vọt tới. Ngay chớp mắt, người nọ trào lưu, đã đến vậy hòn đảo trước, đem cả tòa hòn đảo, vây quanh vòng tròn. Cái này ở từ trước, nhưng mà căn bản không dám tưởng tượng một màn à. Ai dám ở Trấn Long Điện trước như vậy càn rỡ? Mà đám người này bên trong, đứng ở trước mặt nhất, là một người mái tóc dài bù xù, sắc mặt lạnh lùng, cặp mắt vàng óng, da thịt bên trên, trải rộng rậm rạp chẳng chịt kỳ dị xâm chàng thanh niên. Cái này nam tử trên mình, ăn mặc một cái hắc bào, xem kiểu dáng, nhưng cùng thần quốc người mặc vật, rất không cùng. Mà hắn quanh thân, lại là tản ra một cổ vô cùng là sát ý nồng nặc. Người này,
bất ngờ là một người tỉnh lại thượng cổ cường giả. Bất quá cùng Diệp Thần trước đây nhìn thấy vị kia so sánh, hơi thở kém mấy bậc. Lúc này, hắn mắt nhìn xuống hòn đảo trên Trấn Long Điện, màu vàng trong mắt bên trong, thoáng qua một đạo hàn quang, mặt đầy lãnh sắc. Ở người đàn ông này sau lưng, đi theo một người thần sắc vô cùng là cung kính người trung niên, người này tu vi không kém, giơ tay nhấc chân bây giờ, mơ hồ để lộ ra cấp trên đặc biệt uy thế, có thể hiện tại, nhưng nhỏ hơi khom người, giống như người làm vậy đứng ở đó thượng cổ người sau lưng. Nếu là có cái khác thần quốc người ở chỗ này, nhất định không khó nhận ra, người này, chính là hai cùng tông môn Thái Chân môn trưởng môn, Vương Thiếu Hoa. Vương Thiếu Hoa hướng về phía tên thanh niên kia, mở miệng nói, bói tiền bối, nơi này, chính là Trấn Long Điện sở tại, chúng ta hiện tại, phải chăng động thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn đáy mắt, không khỏi được thoáng qua vẻ vui mừng. Trước mắt người thanh niên này, tên là Bạc Viêm, chính là thượng cổ cường giả. Dù là Bạc Viêm ở hiện đang thức tỉnh rất nhiều thượng cổ cường giả bên trong, thuộc về thực lực thông thường tồn tại. Nhưng cũng không thể khinh thường. Mà sở dĩ, Bạc Viêm sẽ đến Thái Chân Môn, cũng dẫn Thái Chân Môn tới Trấn Long Điện, là bởi vì là Thái Chân Môn đời trước, chính là lên thời xưa Thái Cực Cửa, mà Thái Cực Cửa, chính là bởi vì Trấn Long Điện mà sa sút, thậm chí, liền tông môn đạo thống, cũng mất hơn nửa, truyền lưu đến nay, thành bây giờ hai nhóm thế lực Thái Chân Môn. Bạc Viêm lần này tới, chính là muốn báo thù. Vương Thiếu Hoa, làm sao có thể không mừng rỡ? Bạc Viêm, hiện tại trên danh nghĩa, cũng coi là Thái Chân Môn người, còn nếu là Trấn Long Điện bị diệt, hắn tu võ tài nguyên, đợi một chút, còn không phải là do Thái Chân Môn đón lấy. Từ đây, Thái Chân Môn, đem sẽ nhảy một cái thành là thần quốc một cùng một trong những thế lực à. Vậy Bạc Viêm không nói gì, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt nâng lên tay, một quyền đánh về phía hòn đảo ra một tầng trong suốt màn sáng. Vậy ngay tại lúc này, bốn đạo quang hoa, từ Trấn Long Điện bên trong dâng lên, từng tiếng chợt quát cũng theo đó ở Trấn Long Điện bầu trời vang vọng. Từ đâu tới tặc nhân, dám đối với ta Trấn Long Điện ra tay? Không biết sống chết, cho ta cút. Vậy bốn đạo quang hoa thu liếm, Trấn Long Điện bốn tên hỗn độn cảnh tầng một tầng hai thiên võ người xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Vậy bốn tên võ giả, nguyên bản trên mặt lộ ra khinh miệt cùng lạnh như băng sát khí, có thể khi bọn hắn thấy được Bạc Viêm lúc đó, nhưng là sắc mặt chợt một trắng. Một khắc sau, cả người dâng trào linh lực, không muốn sống bơm vào đến bảo vệ đảo đại trận bên trong. Vậy trong suốt màn sáng, ngay tức thì ngưng tụ trên trăm lần. Bạc Viêm nhưng chỉ lúc cười lạnh một tiếng, vẫn một quyền đánh xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa hòn đảo, đều là kịch liệt lay động, núi lở đất mòn. Vậy nhìn như vô cùng ngưng thực màn sáng bên trong, ngay tức thì hiện lên vô số đạo vết rách. Bốn tên hỗn độn võ giả, cũng là rối rít miệng phun máu tươi. Lúc này, Trấn Long Điện bên trong, một nơi trong mật thất, để chín tòa rồng thần pho tượng bên trên, tản ra khó có thể tưởng tượng bàng bạc long khí, hướng trong mật thất tìm ngồi xếp bằng một bóng người, cuồn cuộn bơm vào đi. Mà ngồi xếp bằng ở trong mật thất người nọ, chính là Trấn Long Điện điện chủ, Bạch Ngọc Hoàng. Lúc này Bạch Ngọc Hoàng, đôi mắt khép hờ, cả người trên dưới, lại là thỉnh thoảng hiện lên từng đạo màu tím vảy rồng, vô cùng là quỷ dị. Mà ở mật thất ra, có mấy tên đệ tử, chính diện hiện vẻ lo lắng, đi qua đi lại. Cái này mấy tên đệ tử, không chỉ có tản ra khí tức cường đại, trong mắt bên trong, lại là mơ hồ thoáng hiện màu xanh lá cây phù văn, bất ngờ đều là có thượng cổ thần thể thiên tài. Một người sắc mặt trắng nõn, nhìn như có chút âm nhu nam tử không khỏi rất đúng một người khác thân hình cao lớn nam tử hỏi, Triệu sư huynh, sư tôn, hắn rốt cuộc muốn bế quan tới khi nào à? Một người khác mập lùn thanh niên cũng là mở miệng nói, đúng vậy. Cho dù vậy bốn tên lên cổ võ giả gia trì, chúng ta bảo vệ đảo đại trận, vậy căn bản kiên trì không bao lâu à? Nghĩ đến tên kia thượng cổ người vậy một quyền khinh khủng, mấy người, cũng không nhịn được khẽ run. Ngay tại mấy người nói chuyện lúc đó, cả tòa hòn đảo, lại là một hồi lay động, đồng thời, chói tai bể tan tành tiếng, ở mọi người bên tai vang vọng. Mấy tên Trấn Long Điện thiên tài, đều là sắc mặt biến đổi. Bảo vệ đảo đại trận, phá. Nhanh như vậy liền phá. Triệu sư huynh mặt hiện sợ hãi vẻ, bất quá,
rất nhanh liền cố tự chấn định xuống, cắn răng nói, đi. Chúng ta cũng đi ngăn lại người nọ, nhất định phải chống được sư phụ xuất quan mới được. Mấy người gật đầu một cái, đang muốn xoay người, phía sau bọn họ vẩy cánh cửa, lại đột nhiên mở ra. Một bóng người, chậm rãi từ trong mật thất đi ra. Ba người sững sốt một chút, ngay sau đó, đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, hướng về phía người nọ hô, sư tôn. Bạch Ngọc Hoàng mặt lộ vẻ một chút nặng lạnh nụ cười, xuất hiện ở ba người trước mắt, cả người tản ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Mà nhất dụ cho người nhìn chăm chú chính là, Bạch Ngọc Hoàng hai tròng mắt bên trong, lại cũng là không ngừng lóe lên xanh biếc phủ văn, hơn nữa, ánh sáng cực kỳ ngưng luyện, xa không cái khác mấy tên đệ tử có thể so với. Bạch Ngọc Hoàng, lại cũng thức tỉnh liền thượng cổ thần thể. Nhìn như, vẫn là cực mạnh một loại thượng cổ thần thể. Khó trách, cái này mấy tên cổ thần thể thiên tài, như vậy mong đợi Bạch Ngọc Hoàng xuất quan. Ừ, bảo vệ đảo đại trận bị phá. Bạch Ngọc Hoàng chân mày khều một cái, cảm ứng được bên trong tông tình huống, vậy tơ nặng lạnh nụ cười, ngay tức thì, biến thành ý định giết người. Thân hình hắn chớp mắt, liền xuất hiện ở Trấn Long Điện bầu trời. Lúc này, Bạc Phiêm trong tay, đang xách một người cả người là máu hỗn độn võ giả, chính là Trấn Long Điện bên ngoài thượng cổ một trong cường giả. Mà ở chân hắn bên, còn nằm ba người khác. Những thực lực này kinh người cường giả, ở Bạc Phiêm trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Đại trận bị phá, mới qua bao lâu? Mấy hơi thở thời gian chứ? Cái này bốn người, liền bị Bạc Phiêm toàn bộ đánh bại. Thực lực này, quá rung động. Có thể, để cho ngoài ý người bình thường chính là, Bạch Ngọc Hoàng nhàn nhạt nhìn Bạc Phiêm, khóe miệng, lại là hiện lên một chút khinh thường cười lạnh nói, à. Hỗn độn cảnh bốn tầng thiên. Bạc Phiêm tiện tay bỏ lại tên kia võ giả thân thể, ngưng mắt nhìn Bạch Ngọc Hoàng, lạnh lùng hỏi, ngươi, chính là Trấn Long Điện điện chủ. Thì thế nào? Hắn thần sắc rừng rưng, tựa như hoàn toàn không đem ngay tức thì giết trong nháy mắt bốn tên cường giả tồn tại, hỗn độn cảnh bốn tầng thiên Bạc Phiêm, coi ra gì? Vậy, ngươi cũng có thể đi chết. Bạc Phiêm chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Hoàng, tựa như thấy được ngàn vạn năm trước, Trấn Long Điện đối với Thái Cực Cửa chèn ép, Trấn Long Điện đệ tử, đối với Thái Cực Cửa đệ tử khi dễ. Cặp mắt bên trong, lửa giận đằng đằng, cả người sát ý, phóng lên cao. Sư tôn, vậy ba tên Trấn Long Điện cổ thần thể thiên tài, xuất hiện ở Bạch Ngọc Hoàng sau lưng, ánh mắt quét qua vậy mấy tên cả người là máu, sống chết không biết thượng cổ cường giả, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Linh hồn, đều phải run rẩy à. Mà lúc này, cái này mấy tên từ Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vô cùng kiêu ngạo cổ thần thể thiên tài, đang cảm thụ đến Bạc Phiêm sát ý ngay tức thì, lại là toàn thân cứng ngắc, con người điên cuồng run rẩy, máu lạnh như băng, hô hấp cũng hù được dừng lại. Ngay cả động, cũng không dám động một cái. Thậm chí, bọn họ đều không khỏi được lâm vào tuyệt vọng. Bạch Ngọc Hoàng, quả thật rất mạnh, thực lực vượt xa mấy người bọn họ, có thể đối mặt cái này, thật là giống như là thiên thần vậy, không thể địch nổi Bạc Phiêm, sợ rằng, cũng chỉ có một loại kết cục chứ. Chẳng lẽ, Trấn Long Điện, thì phải như thế diệt? Chẳng lẽ, bọn họ mới vừa thức tỉnh cổ thần thể, còn chưa kịp chân chính lóng lánh, lại phải chết? Ngay tại lúc này, Bạc Phiêm ra tay. Trong tay hắn, nhiều hơn một thanh trường kiếm, toàn thân đen nhánh, minh in màu máu phủ văn, tản ra hoang cổ hơi thở trường kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người linh lực ngưng tụ, điên cuồng phun trào, hải đảo chung quanh thiên địa linh khí, tựa như hóa thành một bính cái phễu, ở Bạc Phiêm sau lưng, ngưng tụ ra một cái bảy màu vòng xoáy. Âm dương chém cực kiếm. Đen trắng lưỡng sắc quang mang, ở kiếm phong bên trên, trình độ cao nhất lóng lánh, tuyệt mạnh kiếm ý, bao phủ đúng cái hải vực. Vậy từng cái ở sóng bên trong dạo chơi, ở núi rừng bên trong qua lại giao long. Lại là ngay tức thì cả người huyết quang chợt hiện, từng đạo vết thương, xé cứng rắn vảy rồng. Những thực lực này không kém giao long, lại ước chừng bị Bạc Phiêm tiết lộ ra một chút kiếm ý ảnh hưởng, liền rối rít trọng thương sắp chết. Một kiếm này, là chân chánh thượng cổ võ. Hơn nữa, Bạc Phiêm, hiển nhiên đã đem chi tu luyện đến tốt bước. Nếu không phải hắn đem kiếm quang toàn bộ ngưng tụ vào kiếm phong bên trên, một kiếm này ước chừng tiết lộ ra một món kiếm mang,
đều đủ để đem cái này mấy vạn dặm lớn hòn đảo, chém là nghiền chứ. Bạc Phiêm thân hình chớp động, cái này ánh sáng trắng đen mặt lượn lờ, tản ra âm dương khí tuyệt mạnh một kiếm, ngay tức thì, đã đến Bạch Ngọc Hoàng đỉnh đầu chỗ. Hắn gương mặt bên trên, hiện lên nồng nặc dữ tợn là máu vẻ, một kiếm này, hắn đã xuất toàn lực, một kiếm hạ xuống, cái này Trấn Long Điện điện chủ, sợ rằng, liền cặn bã cũng không dư lại chứ. Nhưng lúc này, đối mặt đây tuyệt mạnh một kiếm, Bạch Ngọc Hoàng ngưng mắt nhìn Bạc Phiêm cặp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Một chút khinh miệt nụ cười. Bạch Ngọc Hoàng, ngay cả động cũng không có nhúc nhích, chỉ có một đạo khí tức to lớn, từ trên người, tản ra. Tổ tiên lực, chấn tông chi hồn, cũng nên mở ra. Trong nháy mắt, thời không, phảng phất ngừng. Toàn bộ hải đảo bên trong vô số long ảnh lóe lên. Hội tụ đến Bạch Ngọc Hoàng trên thân hình. Bạch Ngọc Hoàng khí thế lại kéo lên. Nguyên bản vẫn còn ở giữ tợn cười nhạt, kiếm trong tay đều phải chém đến Bạch Ngọc Hoàng mặt bên trong Bạc Phiêm, cả người nhưng là ngay tức thì cứng ngắc. Trong mắt sát ý, lửa giận, khoảnh khắc tiêu tán, còn dư lại, chỉ có đậm đà tới cực điểm sợ hãi cùng rung động. Cửu Thiên Thần Long Điện hơi thở, người rốt cuộc là ai? Ở trên cao cổ, trong thần quốc, có một chỗ không thể khinh thường. Đó chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Cửu Thiên Thần Long Điện thần bí, xa không phải hắn có thể đụng chạm. Có thể cái này Trấn Long Điện điện chủ tại sao có thể có như vậy lực lượng? Bạc Phiêm sợ hãi hét lên một tiếng, một kiếm kia, lại là miễn cưỡng ngừng, không để ý hết thảy hướng ngược lại chạy trốn. Hắn, tới từ thượng cổ, đối với Cửu Thiên Thần Long Điện khủng bố, tràn đầy nhận thức. Mặc dù, hắn tạm thời khôi phục hỗn độn tầng 4 thiên lực lượng, nhưng... Cùng chân chính Cửu Thiên Thần Long Điện cường giả so với, liền rắm cũng không tính à. Hắn hiện tại, chỉ muốn trốn, trốn được xa xa, lại cũng không xuất hiện ở Bạch Ngọc Hoàng trước mặt. Nhưng mà, chạy thoát được sao? Bạch Ngọc Hoàng giễu cợt cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay, đột nhiên bây giờ, đạo đạo màu tím miếng vảy, hiện lên ở da hắn bên trên, cuồn cuộn oai rồng, tản ra. Bây giờ Bạch Ngọc Hoàng... Cùng thần quang trong nghi thức hoa cảnh đào, rất giống. Nhưng, nếu bàn về chân long khí trình độ đậm đà, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Bạch Ngọc Hoàng chân long khí, ước chừng, là hoa cảnh đào gấp mấy vạn à. Thiên long huyết mạch, cũng phân là đẳng cấp. Bạch Ngọc Hoàng nơi thức tỉnh huyết mạch pháp thể, ở thời đại thượng cổ, được gọi là tử kinh thánh long thể. Tử kinh thánh long, có thể xa xa không phải thông thường thiên long có thể so sánh. Cho dù ở long tộc bên trong, đều là vương tộc vậy tồn tại. Tử kinh thánh long thể, ở trên cao cổ thần thể bên trong, đều là vô cùng là kinh người thần thể. Bạch Ngọc Hoàng, đưa ra một ngón tay, hướng về phía bóng người mấy cái chớp động, đã hóa là một cái bóng đen nho nhỏ, sắp biến mất ở cuối chân trời Bạc Phiêm, xa xa một chút. Một đạo ánh sáng tím, từ hắn đầu ngón tay, chớp mắt rồi biến mất. Một khắc sau, nơi chân trời. Một tiếng hét thảm vang lên, vậy bóng đen nho nhỏ nổ tung tiêu tán. Hỗn độn cảnh 4 tầng thiên thượng cổ cường giả Bạc Phiêm, lúc này vẫn diệt. Không sai, không hổ là Cửu Thiên Thần Long Điện lực lượng. Bạch Ngọc Hoàng nụ cười càng đậm. Nếu không phải thần quốc tháng vòng dị tượng, Trấn Long Điện dưới đáy lực lượng căn bản không có thể hồi phục. Trời muốn để cho Trấn Long Điện trở thành thứ 7 thần quốc một nhóm thế lực cực hạn tồn tại à? Trấn Long Điện bầu trời, một hồi tĩnh mịch. Bất luận là Trấn Long Điện đệ tử, vẫn là Thái Chân Môn đệ tử, cũng phảng phất si ngu vậy, nhìn mặt lộ vẻ cười lạnh Bạch Ngọc Hoàng. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Ở trong lòng bọn họ, vậy gần như là thần, gần như không người có thể địch Bạc Phiêm, lại chết như vậy. Cứ như vậy, bị Bạch Ngọc Hoàng, tiện tay chỉ một cái, tiêu diệt. Hơn nữa, Bạc Phiêm trước khi chết, nói câu nói kia. Bọn họ nhưng mà nghe rất rõ à. Cửu Thiên Thần Long Điện. Bạch Ngọc Hoàng, bây giờ lại là một người Cửu Thiên Thần Long Điện cường giả. Vì sao là Cửu Thiên Thần Long Điện? Đây chính là thế gian long tộc cấm kỵ à. Nắm trong tay cao nhất tài nguyên và lực lượng. Hôm nay thần quốc, đã sớm xưa không bằng nay, 3 tháng tới, thần quốc võ giả thực lực, có bùng nổ thức tăng trưởng, nhưng dù vậy. Cho đến bây giờ. Còn không có một người liên quan Cửu Thiên Thần Long Điện huyết mạch võ giả chứ.
Cửu Thiên Thần Long Điện, vẫn thuộc về truyền thuyết. Có thể hiện tại, bọn họ trước mắt nhưng xuất hiện một cái sống sờ sờ truyền thuyết à. Làm sao có thể không rung động? Bạch Ngọc Hoàng, đã không phải là ngày xưa Bạch Ngọc Hoàng. Thậm chí có thể tùy tiện một cước đem thần cực tông dẫm ở dưới chân liền chứ. Vương Thiếu Hoa thân thể như run cầm cập tử vậy, điên cuồng run rẩy trước, cơ hồ đều muốn ngất đi à. Hắn lập tức, nhào tới Bạch Ngọc Hoàng trước người, quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu nói, trắng điện chủ. Ngài nghe ta giải thích, chúng ta Thái Chân Môn, và chuyện này một chút quan hệ cũng không có à. Đều là vậy Bạc Viêm, bức bách bọn ta à. Bạch Ngọc Hoàng cân nhắc nhìn Vương Thiếu Hoa, cười nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, Thái Chân Môn, cũng nhập ta Trấn Long Điện. Vương Thiếu Hoa sững sốt một chút, trong mắt bên trong, lóe lên vẻ bất nhẫn vẻ. Hắn là Thái Chân Môn trưởng môn, làm sao nhịn tim đem Thái Chân Môn đạo thống, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Bạch Ngọc Hoàng gặp Vương Thiếu Hoa yên lặng không nói, cười lạnh nói, làm sao, không muốn. Không. Vương Thiếu Hoa khẽ cúi đầu, cung kính nói, điện chủ ở trên cao, ta Thái Chân Môn, nguyện ý gia nhập Trấn Long Điện. Hắn có cự tuyệt quyền lực sao? Cho dù, bọn họ không gia nhập Trấn Long Điện, thì phải làm thế nào đây? Bất quá là và Thái Chân Môn, cùng nhau chôn theo mà thôi. Bạch Ngọc Hoàng nghe vậy, vui vẻ cười to, tiếng cười thẳng lên cửu tiêu, hắn cặp mắt bên trong, chớp động cực hạn tàn nhẫn vẻ, lạnh giọng lẩm bẩm. Ha 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 ha, Diệp thần, người giết ta đắc ý nhất hai người ái đồ, ta Bạch Ngọc Hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, lấy an ủi ta vậy ái đồ vong hồn. Người vĩnh viễn không nghĩ tới, ta Trấn Long Điện khí vận có kinh khủng dường nào. Đây chính là Cửu Thiên Thần Long Điện à. Người một đời không cách nào bước vào và sánh bằng tồn tại. Thanh âm kia bên trong hận ý, lại là để cho tại chỗ rất nhiều võ giả, đều cảm thấy một hồi không lạnh mà run. Hắn xoay người, hướng về phía sau lưng một người cổ thần thể thiên tài nói, Triệu Cốc, người sẽ đi ngay bây giờ thần cực tông. Đi thần cực tông, Triệu Cốc có chút không hiểu hỏi, sư tôn, đi thần cực tông làm gì? Bạch Ngọc Hoàng âm lãnh cười một tiếng nói, ta và tiểu xúc sinh kia có nửa năm ước hẹn, tuy nói mấy tháng trước chót miệng nói qua, nhưng ta cũng không hy vọng tiểu xúc sinh này quên, người đi thay bổn tôn hướng thần cực tông đệ nhất thiên tài Diệp Thần chính thức hạ một phần chiến thư. 20 ngày sau đó, để cho hắn hưởng thụ hành hạ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tựa như trong lòng có hận ý ngập trời vậy quát lên, 20 ngày sau đó, bổn tôn muốn ở vạn thần đỉnh, cùng hắn nhất quyết sống chết. Cầm tin tức này, truyền đi, ngày hôm đó, bổn tôn muốn chỉnh vị thần nước người, làm chứng bổn tôn thắng lợi, làm chứng, ta là ta vậy hai vị ái đổ báo thù quá trình. Để cho tất cả mọi người đều biết, phạm ta Trấn Long người. Sẽ có được như thế nào kết quả? Trấn Long Điện bầu trời, lần nữa rơi vào yên lặng. Bạch Ngọc Hoàng, lại thật muốn phó thần quang trong nghi thức nửa năm ước hẹn. Còn muốn ở vạn thần đỉnh, làm cho cả thần quốc người, làm chứng trận chiến này. Vạn thần đỉnh, là một tòa vạn trượng cao đỉnh, đồng thời, cũng là thần quốc một nơi thánh địa. Thường năm qua, đều do thần minh trông coi. Truyền thuyết. Sau thời đại thượng cổ hơn nữa lâu đời thời đại viễn cổ, từng có để mặc họ thanh niên, làm chứng sát đạo, đưa tới chư thiên vạn thần, cùng một trận chiến. Mà người này, liền ở nơi này vạn thần đỉnh, lấy sức một mình, tàn sát vạn thần, lấy giết chứng đạo, lên đỉnh đỉnh cấp, trở thành thần bên trong sát thần. Truyền thuyết này, không biết thật giả, nhưng vạn thần đỉnh danh tự này, liền vì vậy lưu truyền tới. Có người làm nghiên cứu qua, vạn thần đỉnh lên. Tựa hồ tồn tại một loại vô cùng là quỷ dị khí thế, nếu là có người ở chỗ này chết đi, thần hồn sẽ bị vĩnh cửu giam cầm nơi này. Hơn nữa, vĩnh viễn, bị vô cùng là tàn khốc hành hạ. Đã từng có người ở chỗ này, đã thí nghiệm qua, hắn đem một người cửu nhân mang tới vạn thần đỉnh giết chết, kết quả hai tiếng sau đó, tên kia đã từng chịu hết hành hạ, cũng không có đối với hắn cúi đầu cửu nhân hồn phách, lại là không để ý hết thảy đối với hắn cầu xin. Cầu xin hắn giết mình. Căn cứ truyền thuyết, cái này vạn thần đỉnh, hàm chứa vậy chết đi vạn thần sâu đậm oán niệm. Cái này oán niệm, đối với linh hồn mà nói, chính là tàn nhẫn nhất cực hình. Từ đó về sau, vạn thần đỉnh, liền trở thành thần quốc thánh địa, bị thần minh tiếp quản.
Về phần tại sao không bị Thiên Đạo Cung nắm trong tay, trên phố có lời đồn đãi, vậy đảm nhiệm họ Võ người đắc tội Thiên Đạo Cung, lại là Thiên Đạo Cung cấm kỵ. Hôm nay, Bạch Ngọc Hoàng lại muốn ở Vạn Thần Đỉnh, cùng Diệp Thần quyết chiến sống chết. Tàn nhẫn. Quá ác. Đây là, liền Diệp Thần chết, đều không định bỏ qua cho Diệp Thần à. Lúc này, trong lòng của mọi người, đều không khỏi được sinh ra một cái ý niệm. Bỏ mặc đắc tội ai, đều không thể đắc tội Bạch Ngọc Hoàng à. Thật ra thì, ở rất nhiều người xem ra, Bạch Ngọc Hoàng hai người đệ tử sở dĩ chết ở Diệp Thần trên tay, đều là bởi vì chính bọn họ tìm chỗ chết à. Nhưng dù vậy, Bạch Ngọc Hoàng, hay là đem Diệp Thần hận đến như vậy bước. Triệu Cốc mặc dù giống vậy rung động, nhưng cũng không dám đối với Bạch Ngọc Hoàng mệnh lệnh, chút nào dị nghị, chỉ là cau mày hỏi, sư tôn, tuy nói thần quang trong nghi thức, cái này Diệp Thần trước nói lên nửa năm ước hẹn, nhưng vạn nhất là hắn cố làm ra vẻ đâu, sau đó chết không đến nơi hẹn, sẽ làm thế nào? Mọi người trong lòng, đều có sự nghi ngờ này. Bạch Ngọc Hoàng hiện tại, đã là và Cửu Thiên Thần Long Điện liên hệ cường giả à? Chớ nói chi là, Bạch Ngọc Hoàng còn có cực kỳ sợ hãi thượng cổ thân thể, Tử Kinh Thánh Long thể. Thực lực, thậm chí còn vượt qua xa cùng cấp tồn tại à? Thì không cách nào dung chuyển tồn tại à? Cái đó Diệp Thần, bọn họ cũng đã nghe nói qua, ở thần quang trong nghi thức, vậy là đặc biệt ưu tú yêu nghiệt, bất quá, gần đây đoạn thời gian này, thật giống như im hơi lặng tiếng. Đừng nói hiện tại im hơi lặng tiếng, chính là không có im tiếng biệt tích, lại cực hạn yêu nghiệt, cũng không thể là Bạch Ngọc Hoàng đối thủ chứ. Người này chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, cũng sẽ không đến nơi hẹn à. Bạch Ngọc Hoàng cười lạnh một tiếng nói, người yên tâm, cái này không biết sống chết tiểu tử, nhất định sẽ đến. Ta làm như vậy, bất quá là đổ dầu vô lửa, muốn đem thần cực tông cùng với vậy Diệp Thần hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho thứ bảy thần quốc tất cả mọi người làm chứng. Hắn biết, lấy Diệp Thần kiêu ngạo, làm sao có thể tránh đánh. Ha ha, bất quá mà. Bạch Ngọc Hoàng gương mặt bên trên, hiện lên một chút nghiền ngẫm vẻ nói, nếu như hắn không đến, hoặc là chết không thừa nhận, ta Trấn Long Điện, ít ngày nữa liền muốn đạp bằng thần cực tông. Thần cực tông, Ngọc Trân Tử, một tất cả trưởng lão, cùng với tham gia xong thần quốc đại hội trở lại tông môn Đồ Lan Tâm, cũng ở bên trong đại điện. Lúc này, bọn họ sắc mặt, nhìn như đều vô cùng khó khăn xem. Bởi vì, một cái tin, ở thần quốc truyền ra, thật nhanh truyền ra. Đó chính là, Trấn Long Điện tông chủ Bạch Ngọc Hoàng thức tỉnh và Cửu Thiên Thần Long Điện tương quan lực lượng tin tức. Hơn nữa, còn lời đồn đãi, Bạch Ngọc Hoàng chỉ một cái, liền đánh chết một người khôi phục lại hỗn độn cảnh bốn tầng thiên lên cổ võ giả. Thực lực có thể nói sợ hãi. Vốn là, đây đối với toàn bộ thần quốc mà nói, là một chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Thần quốc có thể hơn một người cường giả, đối với chống cự sắp đến diệt thế tai ương, có trợ giúp cực lớn. Nhưng đối với thần cực tông mà nói, cũng không phải à. Tại sao? Bởi vì, Bạch Ngọc Hoàng và thần cực tông, đặc biệt là và Diệp Thần có thủ oán à. Diệp Thần, chém giết Bạch Ngọc Hoàng hai người đệ tử. Thậm chí một lần, để cho Trấn Long Điện lâm vào ranh giới tan rã. Bạch Ngọc Hoàng, làm sao có thể không hận Diệp Thần? Hiện tại, Bạch Ngọc Hoàng trở thành Cửu Thiên Thần Long Điện cường giả, làm sao có thể bỏ qua Diệp Thần? Mà Diệp Thần mặc dù ưu tú, mặc dù nghịch thiên, mặc dù nhất kích đánh bại thượng cổ thần thể thiên tài Tần Ngọc Minh, có thể lý trí nói cho bọn họ, Diệp Thần không thể nào là Bạch Ngọc Hoàng đối thủ à. Nửa năm ước hẹn, tuyệt đối không thể đến nơi hẹn à. Ngay tại lúc này, đại điện ra, bóng người chớp mắt, Diệp Thần đi vào, nhìn mọi người thần sắc, có chút nghi ngờ hỏi, sư tôn, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngọc Trân Tử nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự, trong chốc lát, không biết như thế nào cùng Diệp Thần mở miệng. Bọn họ ý kiến, là để cho Diệp Thần đi ra ngoài trước tránh một chút. Tạm lánh mũi nhọn. Dù là cái này nửa năm ước hẹn là Diệp Thần nói ra, nhưng lúc đó chỉ bất quá một số ít người làm chứng, chống chế thì như thế nào? Như vậy tiền bối và tiểu bối ước chiến, vốn cũng không đáng tin. Nhưng mà, lấy Diệp Thần kiêu ngạo, làm sao có thể đáp ứng chứ? Diệp Thần khẽ cau mày, thần sắc bộc phát nghi ngờ, lần nữa hỏi, sư tôn rốt cuộc có chuyện gì?
Ngọc Trân Tử ánh mắt đông lại một cái, hạ định quyết tâm, bất luận như thế nào đều phải thuyết phục Diệp Thần, đang chuẩn bị mở miệng lúc đó, Thần Cực Tông bên ngoài sơn môn, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Đúng ngôi thần sơn, cũng lắc lư. Vô số đệ tử tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết, có người, đem Thần Cực Tông hộ sơn đại trận đánh xuyên. Phải biết, lần này Đồ Lan Tâm tham gia Thần Quốc Đại hội trở về sau này, liền trao đổi không thiếu tất cả đại thần quốc quý trọng vật liệu, trong đó rất nhiều, đều dùng tới củng cố Thần Cực Tông hộ sơn đại trận à. Hiện tại, nếu là không có cực kỳ kinh khủng lực lượng, là căn bản không cách nào dao động tòa đại trận này. Thậm chí, liền vậy hỗn độn cảnh tầng 4 tầng 5 thiên võ giả, cũng rất khó làm được. Có thể mới vừa rồi, đối phương rõ ràng chỉ ra tay một lần à, liền đem toàn bộ đại trận, đánh xuyên. Không cùng mọi người làm ra phản ứng, một đạo thân ảnh, liền đi vào đại điện này bên trong, nghênh ngang, trên mặt mang tùy ý nụ cười, lại là một bộ không chút kiêng kỵ hình dáng. Người này, bất ngờ chính là Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng đệ tử, cổ thần thể thiên tài, Triệu Cốc. Ngọc Trân Tử trầm giọng quát lên, ngươi là ai? Gan dám cản rỡ như vậy, tự tiện xông vào ta Thần Cực Tông. Bất quá, hắn trong mắt, nhưng là rung động, trước mắt cái này tướng mạo anh võ, vóc người khá là cao lớn, màu da hơi đen thanh niên, lại là một người mới vừa bước vào hỗn độn cảnh tồn tại. Lúc này mới mấy tuổi? Đối phương trong mắt bên trong, ẩn hiện lục mang, hiển nhiên là một người cổ thần thể thiên tài. Đây là, Đồ Lan Tâm thân hình trước mắt. Mắt đẹp bên trong một phiến lạnh như băng chắn Triệu Cốc trước người, hơi thở hơi phát ra. Triệu Cốc con người co rúm một cái, hơi biến sắc mặt dừng bước, trong mắt bên trong, hiện lên vẻ kinh hãi. Trước mắt tên này đẹp lạnh lùng cô gái, lại là một người hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ tồn tại. Lấy mình tu vi, cộng thêm thượng cổ thần thể, toàn lực bùng nổ dưới, cũng không cách nào đối địch à. Nếu là thật động tới tay, mình rất có thể không phải cô gái này đối thủ. Lúc này, hắn dừng chân một cái, mỉm cười nói, các vị bớt giận, tại hạ là Trấn Long Điện điện chủ đệ tử, lần này tới mà. Hắn ngừng nói, nhìn trong điện mọi người, nghe được Trấn Long Điện ba chữ sau đó, biến hóa thần sắc, không khỏi được mặt hiện vẻ đắc ý nói, lần này tới, là thay gia sư cho Thần Cực Tông Diệp Thần Diệp Công Tử, đề phòng mà thôi. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Triệu Cốc, mở miệng nói, ta chính là, nhắc nhở cái gì? Ngươi chính là Diệp Thần. Triệu Cốc nhìn về phía Diệp Thần, gặp hắn chẳng qua là một người chảm ách võ giả, trong mắt lóe lên nồng nặc nụ cười. Khó trách, mấy tháng này, Diệp Thần im hơi lặng tiếng. Ha ha, liền chút thực lực này, ở bây giờ Thần Quốc, coi là cái gì? Đã từng là thứ nhất yêu nghiệt, đã cái gì cũng không phải. Uổng phí sư tôn. Còn muốn là loại phế vật này phí tim, cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Bất quá, hắn tay vẫn vung lên, đem một quả màu đỏ thiệp, ném về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vậy màu đỏ thiệp, ánh mắt nhỏ tránh, thiệp bên trên, viết một cái to lớn chiến chữ. Triệu Cốc lạnh lùng mở miệng nói, gia sư Trấn Long Điện điện chủ, Bạch Ngọc Hoàng, ước ngươi 20 ngày sau, cộng phó vạn thần đỉnh, nhất quyết sống chết. Đây là chiến thiếp, đồng thời cũng là đóng kín một cái linh khế. Nếu như, người đáp ứng, ngay tại linh khế bên trên, lưu dưới mình thần hồn dấu vết. Đúng rồi, người sẽ không quên người đã từng ở thần quang nghi thức nói lên nửa năm ước hẹn đi. Dĩ nhiên, người hiện tại cự tuyệt, vậy là có thể. Dẫu sao, người và gia sư chênh lệch, giống như rãnh trời. Triệu Cốc trên mặt, hiện ra một chút nghiền ngẫm vẻ, thật là tò mò, Diệp Thần sẽ trả lời như thế nào. Phải biết tờ này linh khế, vô cùng là cao cấp, ký linh khế sau đó, cho dù là hỗn độn cảnh cường giả vi phạm ước định, cho dù không chết, vậy sẽ phải chịu đặc biệt ảnh hưởng to lớn. Mà bên trong đại điện, Ngọc Trân Tử các người nghe vậy, chính là mặt hiện chấn động tùng, nóng nảy, vẻ không dám tin. Cái này Bạch Ngọc Hoàng mới vừa mới tiến cấp, liền không kịp chờ đợi cùng Diệp Thần cuộc chiến sinh tử. Hắn tu luyện nhiều ít năm, Diệp Thần tu luyện nhiều ít năm. Vẫn là ở vạn thần đỉnh, cuộc chiến sinh tử. Vô sỉ, quá vô sỉ. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần, thần sắc nhàn nhạt,
nhìn trong tay chiến thiếp, tựa hồ, không có muốn ý cự tuyệt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thần, không phải là thật muốn ứng chiến chứ? Mọi người trong mắt run rẩy, nghĩ tới Diệp thần kiêu ngạo, đều là trong lòng trầm xuống. Lấy Diệp thần tính cách, thật có khả năng, tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử à? Dẫu sao là hắn để ra trước tiên à? Liền liền gần đây lạnh như băng Đồ Lan Tâm, lúc này, cũng thì không cách nào chấn định. Đại trưởng lão lại là trực tiếp chớp mắt xuất hiện ở Diệp thần trước người, vô cùng gấp gáp quát lên, Diệp thần, cự tuyệt hắn. Đừng làm chuyện ngu xuẩn gì à? Thần quang trong nghi thức mà nói, chúng ta không có nghe gặp. Hơn nữa thần quốc có quy củ, tiểu bối và trưởng bối ước chiến, làm không được đếm. Trưởng bối càng không thể và tiểu bối ước chiến. Ngọc Trân Tử cũng là trầm giọng quát lên, Diệp thần. Ngươi còn đang chờ cái gì? Cầm chiến thiếp, vẫn còn cho thằng nhóc này. Gặp Diệp thần không có phản ứng, hắn thậm chí đều có chút tức giận, quát khẽ, Diệp thần. Ngươi nếu như, còn cầm ta làm sư phụ, liền không nên tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử. Diệp thần, nhưng mà bọn họ thần cực tông kiêu ngạo à, là có thể để cho thần cực tông danh hiệu, vang khắp thần quốc tồn tại à. Cho dù làm cho cả thần cực tông tiêu diệt, cho dù để cho hắn Ngọc Trân Tử chết ngàn lần, vạn lần, đều không thể để cho Diệp thần xảy ra chuyện. Chỉ cần Diệp thần còn sống, thần cực tông, liền vĩnh viễn sẽ không diệt. Đồ Lan Tâm nhìn Diệp thần vậy vẫn không nhúc nhích hình dáng, mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ tức giận, cùng với nồng nặc thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Nàng chớp mắt đi tới Diệp thần trước người, lạnh như băng mặt đẹp, cũng bởi vì tức giận mà đỏ lên, hướng về phía Diệp thần lớn tiếng trách mắng, Diệp thần. Người quên, người đã đáp ứng ta cái gì sao? Người quên, tiến vào thần nguyên bí cảnh trước, ta đã nói với ngươi như thế nào sao? Ta biết ngươi rất mạnh, rất nghịch thiên, cho dù đặt ở thứ nhất thần quốc, đều là cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng, Bạch Ngọc Hoàng hiện tại nhưng mà cửu thiên thần long điện cường giả à. Ở trong đó lực lượng không phải ngươi có thể chống lại. Ngươi còn không có chân chính lớn lên trước, tuyệt không thể trêu chọc tồn tại à. Ngươi tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử, chính là, đi chịu chết. Ngươi đã đáp ứng ta, phải gánh vác cứu thần quốc trách nhiệm. Ngươi liền đối mình tánh mạng, đều không cách nào phụ trách, làm sao gánh nổi cứu thần quốc trách nhiệm. Ta biết, ngươi rất ngạo, nhưng mà, ngạo, cũng phân là tình huống, mà không phải là không có ranh giới cuối cùng ngạo. Đó không phải là ngạo, mà là lỗ mãng. Ngươi như vậy hành động theo cảm tình, làm sao có thể thành việc lớn. Thần quốc, làm sao trông cậy vào ngươi đâu. Nàng nói được kích động, liền liền ngực, cũng hơi phập phồng. Ngọc Trân Tử các người thấy vậy, đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, Đồ Lan Tâm bởi vì ai kích động như vậy à. Triệu Cốc, thật là đều phải cười ra tiếng. Thú vị, quá thú vị. Hắn cặp mắt híp lại, cố nén cười nói được, Diệp công tử, có chấp nhận hay không, là quyền tự do của ngươi, bất quá. Hắn cặp mắt bên trong, hàn mang bạo tránh, thanh âm bỗng nhiên âm lãnh ba phần, quát lên, nếu như ngươi cự tuyệt, ít ngày nữa, ta Trấn Long Điện, liền đem đạp bằng ngươi thần cực tông. Bên trong đại điện, một hồi tĩnh mịch. Mọi người, đều là vô cùng phẫn hận nhìn về phía Triệu Cốc. Lấn hiếp người quá đáng. Trấn Long Điện, lấn hiếp người quá đáng. Cái này, hoàn toàn là đang ép Diệp thần à. Ngọc Trân Tử lại vậy không cách nào nhẫn nại. Cả người hơi thở bùng nổ nói, trở về nói cho Bạch Ngọc Hoàng, Diệp thần cự tuyệt cuộc chiến sinh tử, đạp bằng ta thần cực tông. Ta Ngọc Trân Tử ngược lại muốn xem, các ngươi Trấn Long Điện, có hay không thực lực này. Muốn đánh, liền chiến. Một tất cả trưởng lão, cùng Đồ Lan Tâm đều là đồng nói, muốn đánh. Liền chiến. Bọn họ biết, thần cực tông thực lực, không bằng Trấn Long Điện, nhưng là, bọn họ tình nguyện cùng Trấn Long Điện khai chiến. Cũng không muốn Diệp thần, tiếp nhận cùng Bạch Ngọc Hoàng cuộc chiến sinh tử. Chỉ cần Diệp thần còn sống, thần cực tông, liền không tính là diệt. Diệp thần, nhưng là đối Đồ Lan Tâm, Ngọc Trân Tử, cùng với một tất cả trưởng lão mỉm cười nói, Lan Tim, Sư Tôn, các vị trưởng lão, ta, có lòng tin. Huống chi đây là ta nói, ta tự nhiên muốn đến nơi hẹn. Bạch Ngọc Hoàng chọn một địa phương không tệ, ta rất thích. Dứt lời, chính là không để ý mặt đầy ngạc nhiên, muốn ngăn cản mọi người,
một đạo thần hồn chập chờn, từ ấn đường tách thả ra, ở trong tay chiến thiếp bên trên, để lại một đạo dấu vết. Mọi người thấy vậy, trong mắt, đều là một hồi run rẩy kịch liệt. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Xong rồi. Cũng xong rồi. Diệp Thần ký xuống phần này linh khế, liền không cách nào sửa lại. Triệu Cốc thấy vậy, rốt cuộc không khắc chế nổi phát ra một hồi cười to nói, ha ha ha, Diệp công tử, quả nhiên thẳng thắn. Triệu Mỗ bội phục, thật bội phục à? Bội phục cái gì? Bội phục, Diệp Thần ngu xuẩn à? Lại thật cứ như vậy đáp ứng. Thật là, muốn cười ngạo hắn à? Diệp Thần lạnh lùng đem chiến thiếp ném trở về nói, mang cái này chiến thiếp, lăn ra khỏi ta Thần Cực Tông. Triệu Cốc nhận lấy chiến thiếp, mỉa mai nhìn Diệp Thần một mắt, không có nói gì nhiều, xoay người hướng đại điện chi đi ra ngoài. Diệp Thần kêu hắn cút, mặc dù để cho hắn có chút khó chịu, nhưng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đồ lan tâm ở chỗ này, Triệu Cốc cũng không muốn cùng Thần Cực Tông người động thủ. Ngay tại sắp lúc ra cửa, Triệu Cốc đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Diệp Thần cùng với Thần Cực Tông một đám cao tầng mỉm cười nói, à, thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Hai ngày sau, ta Trấn Long Điện đem ở đảo Rồng bên trên, cử hành ăn mừng đại điển, chúc mừng nhà ta sư tôn Bạch Ngọc Hoàng đột phá. Xin Thần Cực Tông các vị, đến lúc đó, tới tham gia à, ha 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 ha. Dứt lời, cũng không cùng mọi người trả lời, liền thân hình chớp mắt, lần nữa đem hộ sơn đại trận đánh xuyên ra. Mọi người một hồi trầm mặc, hiện tại, Diệp Thần đã tiếp nhận cuộc chiến sinh tử, bọn họ nói gì, đều vô dụng. Mà Diệp Thần, nhưng là lơ đễnh, ngược lại ánh mắt nhỏ tránh, cười lạnh một tiếng nói, ăn mừng đại điển. Có chút ý tứ. Ngọc Trân Tử nhướng mày một cái, hỏi, Diệp Thần, ngươi sẽ không muốn đi tham gia chứ? Diệp Thần cười nói, tham gia, dĩ nhiên muốn tham gia, không chỉ có muốn tham gia, còn phải cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Đảo Rồng bên trên, Trấn Long Điện trong đại điện. Bạch Ngọc Hoàng, đang nhàn nhã ngồi ở chủ vị bên trên. Lúc này, ngoài điện bóng người chớp mắt, Triệu Cốc bước vào trong đó, đi tới Bạch Ngọc Hoàng trước mặt, mỉm cười nói, sư tôn, thằng nhóc kia, đã tiếp cuộc chiến sinh tử. Dứt lời, đem chiến thiếp hai tay dâng lên. À, Bạch Ngọc Hoàng trong mắt, thoáng qua một đạo vui mừng, nhận lấy chiến thiếp, đảo qua phía trên thần hồn dấu vết, chính là Diệp Thần hơi thở, không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên nói, cái này ngu xuẩn, quả nhiên như ta nơi liệu. Triệu Cốc trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc hỏi, sư tôn, đệ tử xem phế vật này, bất quá là một người chảm ách tồn tại, vì sao sư tôn muốn cùng hắn ước định cuộc chiến sinh tử, còn định ở 20 ngày sau đó. Cái đó Thần Cực Tông bên trong mạnh nhất, ngược lại là một cô gái. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi, những người khác, đều là phế vật, căn bản không phải ta Trấn Long Điện đối thủ, vì sao không trực tiếp đem cái này Thần Cực Tông, nghiền ép. Bạch Ngọc Hoàng ánh mắt hơi lóe lên nói, chảm ách cảnh. Triệu Cốc, người quá xem nhẹ tiểu tử này. Cái gì, Triệu Cốc có hơi kinh ngạc, sư tôn, lại nói hắn xem thường Diệp Thần. Một cái chảm ách phế vật. Bạch Ngọc Hoàng đứng dậy, cõng qua hai tay, trong mắt, hiện lên lau một cái khói mù nói, thằng nhóc này rất đặc thù, thực lực, căn bản không cách nào lấy cảnh giới để phán đoán, ta sở dĩ đem cuộc chiến sinh tử định ở 20 ngày sau đó. Là bởi vì là, cho dù ta đã đột phá, hiện tại, vậy không có nắm chắc đem cái này Diệp Thần đánh chết. Sư tôn, ngài là đùa giỡn chứ? Triệu Cốc, đều có chút lắp bắp, khó có thể tin nhìn Bạch Ngọc Hoàng. Sư tôn Bạch Ngọc Hoàng, nhưng mà thứ bảy thần quốc hôm nay duy nhất một người và cửu thiên thần Long Điện lực lượng có quan hệ cường giả, nói là thần quốc Long Mạch cường giả, cũng không quá đáng. Lại nói, chưa chắc có thể đánh chết cái này Diệp Thần. Cái này cười nhạo, một chút cũng không tốt cười. Bạch Ngọc Hoàng nhìn Triệu Cốc một cái nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Diệp Thần vừa về tới Thần Cực Tông, liền một kiếm đánh bại Tần Ngọc Minh, người biết, cái này Tần Ngọc Minh là ai chăng? Tần Ngọc Minh, Triệu Cốc mặt lộ vẻ kinh sợ nói, cái đó cổ thần thể thiên tài. Bạch Ngọc Hoàng gật đầu một cái, Tần Ngọc Minh, ta liền hiểu rõ qua, coi như là ngươi, một kích toàn lực vậy không chắc chắn. Có thể nháy mắt bại hắn chứ? Triệu Cốc khiếp sợ, dần dần biến thành sợ hãi. Một kiếm đánh bại Tần Ngọc Minh. Hắn tự hỏi không cách nào làm được. Diệp Thần thực lực, lại,
vẫn còn ở trên mình. Bất quá, rất nhanh, Bạch Ngọc Hoàng liền mặt lộ một chút lơ đễnh nụ cười, mặc dù, thằng nhóc này cực kỳ đáng chết, nhưng không thể chối, hắn tu võ thiên phú, quả thật khủng bố, bất quá. 20 ngày sau đó, hết thảy, liền cũng không giống nhau. Đến lúc đó, thằng nhóc này, coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng phải chết ở bổn tôn trên tay. Triệu Cốc không hiểu hỏi, sư tôn, nếu như vậy Diệp Thần, thật xem ngươi nói yêu nghiệt như vậy mà nói, không phải không nên cho hắn thời gian tăng lên thực lực sao? Bạch Ngọc Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt bên trong, thoáng qua âm hiểm vẻ nói, yên tâm, 20 ngày sau đó, ta bảo đảm, thằng nhóc này sẽ chết ở ta trên tay, ngươi biết, ta Trấn Long Điện có một quả truyền thừa từ Cửu Thiên Thần Long Điện Chân Long Thần Hỏa Châu sao? Cái này cái Chân Long Thần Hỏa Châu, rất nhiều năm tới, đều bị làm là bổn điện tượng trưng mà thôi, bởi vì, Thần Hỏa Châu bên trong thái cổ lửa Long Hồn, ngủ say không biết nhiều ít năm, thậm chí, ta cũng cho rằng, vậy Long Hồn, đã sớm tiêu tán, mất đi Long Hồn, Thần Hỏa Châu, liền chỉ là một trưng bày mà thôi. Nhưng là, trước mấy ngày, cái này thật Long Thần Hỏa Châu ở giữa thái cổ Long Hồn, lại bắt đầu thức tỉnh. Lại qua 20 ngày sau đó, Long Hồn liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Có cái này cái Chân Long Thần Hỏa Châu, bổn tôn thực lực, còn sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, Diệp Thần, coi như thật sự là ma thần chuyển thế, bổn tôn, cũng phải đem đốt là giả không. 2 ngày sau, đảo rồng bên trên, một hồi ca vũ thăng bình, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Cái này ẩn sâu ở hải ngoại, trong ngày thường không người hỏi thăm hòn đảo, ngày hôm nay, nhưng nghênh đón vô số quý khách. Hơn nữa, còn đều là thân phận không tầm thường quý khách. Từng chiếc một vô cùng hoa lệ long xa, phân sóng tới, từng đạo khí thế bất phàm độn quang, từ trên trời hạ xuống. Ngày hôm nay, là Trấn Long Điện điện chủ Bạch Ngọc Hoàng, đột phá nơi cử hành ăn mừng đại điển. Có thể có tư cách tham gia đại điển, chí ít đều là hạng ba tông môn, tông chủ cấp nhân vật khác. Đột nhiên, một tiếng phượng hót, từ chân trời vang lên, nguyên bản vậy từng cái, rung đùi đắc ý, vô cùng uy nghiêm giao long, nghe được một tiếng này phượng hót sau đó, đều là cả người co rúm một cái, mắt rồng bên trong, hiện ra vẻ sợ hãi. Một đầu cả người trắng vũ, giống như phượng hoàng chim lớn, từ bầu trời bên trong rơi xuống, lưng chim bên trên, nhảy xuống hai người người tuổi trẻ. Một nam một nữ, nam tuấn tú dị thường, đôi mắt bên trong thần quang chạm chạm, khí vũ hiên ngang, nữ, trắng nõn nhu mì, mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, khuynh thành dung mạo. Tên kia nam tử đi về phía canh giữ ở Trấn Long Điện cửa vào tên đệ tử kia cười nói, Hiên Viên gia, Hiên Viên Thương, Hiên Viên Hà, tới chúc mừng Bạch tiền bối. Nam tử lời vừa nói ra, Trấn Long Điện lối vào, liền lâm vào một hồi yên lặng. Giữ cửa đệ tử, cùng với một đám mới vừa tiến vào Trấn Long Điện tân khách, đều là vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Hiên Viên Thương, Hiên Viên Hà hai người. Cái này tên của hai người, gần đây ở Thần Quốc, có thể nói cực thịnh một thời à. Bọn họ, là Hiên Viên gia hai người cổ thần thể thiên tài. Hai người, cũng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng có thể tính là Hiên Viên gia thiên phú cường giả à. Mấu chốt bọn họ sau lưng còn đứng một người đàn ông. Người đàn ông kia, nhưng mà nắm trong tay thiên đạo cung tồn tại. Mặc dù những năm này, thiên đạo cung vẫn đối với bên ngoài thân minh và Hiên Viên gia không có tài nguyên lui tới. Nhưng là, ai biết được. Thiên đạo cung, ở Thần Quốc, chính là đế cung. Mà Hiên Viên Mặc Tà, là xứng đáng không thẹn đế vương. Mặc dù, cái này đế vương có rất nhiều hạn chế. Hiên Viên Thương, Hiên Viên Hà, cái này hai người tới tham gia khánh điển, thật là, so Hiên Viên gia gia chủ tự mình tới, còn muốn long trọng à. Có thể nhìn ra được, Hiên Viên gia đối với lần này khánh điển, nặng bực nào coi. Có bao nhiêu khát vọng cùng Trấn Long Điện giao hảo. Liền xuất sắc nhất hai người thiên tài, cũng phái tới. Tên kia canh giữ ở cửa Trấn Long Điện đệ tử, có chút run rẩy nói, Hiên Viên công tử, Hiên Viên tiểu thư, mời theo ta tới, ta lãnh các ngươi đi tiệc chủ điện. Tiệc chánh điện, Bạch Ngọc Hoàng mặt đầy nụ cười ngồi ở chủ vị bên trên, đây là, cửa chánh điện miệng một người đệ tử hát và nói, Hiên Viên gia, Hiên Viên thương, Hiên Viên hà hai vị khách quý đến. Bạch Ngọc Hoàng hai tròng mắt sáng lên,
liền gặp hai người khí chất không tầm thường nam nữ trẻ tuổi, đi vào. Hiên Viên Thương vô cùng là cung kính hướng về phía Bạch Ngọc Hoàng thi lễ nói, Bạch Thúc Thúc, chất nhi đại biểu Hiên Viên gia chúc mừng ngài đột phá. Bạch Ngọc Hoàng cười ha ha một tiếng nói, hai vị hiền chất có lòng, ngồi xuống đi. Quỷ kiếm môn môn chủ, Âm Tôn đến. Thần Minh đệ tử chân truyền, Lý Thánh đến. Cuồng Cốt môn môn chủ, Hoắc Suối đến. Thiếu Hạo Mỗi gia chủ, Thiếu Hạo Hiên đến. Khúc gia chủ, Khúc Tuyết Dũng đến. Nguyên bản, phòng yến hội lên, còn đang uống rượu chuyện trò mọi người, ngay tức thì yên tĩnh lại. Những người này, cũng đều là thần quốc nhân vật lớn à. Khúc nhà thân phận của gia chủ có thể là có thể truy tố đến viễn cổ thần quốc vị kia cấm kỵ tồn tại à. Hiện tại, thần quốc rất nhiều địa phương cũng lưu truyền Khúc Trầm Yên thần thoại. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Khúc gia chủ chưa bao giờ tham gia cái gì tiệc. Hôm nay lại có thể tới. Những đại nhân vật này, lại là toàn bộ, cũng tới tham gia Bạch Ngọc Hoàng ăn mừng đại điển. Cái này, ý vị như thế nào, trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng. Nói cách khác, Trấn Long Điện, bắt đầu từ hôm nay, liền có thể gọi là thần quốc đệ nhất thế lực người cầm đầu à. Bạch Ngọc Hoàng cười ha ha một tiếng, lần này, trừ thần cực tông, cơ hồ toàn bộ thần quốc một các loại, hai nhóm thế lực, cũng tới tham gia lần này đại điển. Thậm chí Khúc gia vị kia cũng tới. Bất quá hắn ánh mắt ở Khúc Tuyết Dũng bên người một cái thiếu nữ khăn che mặt trên mình hơn dừng lại một hồi. Có chút quen mắt, nhưng đối phương phảng phất có cái gì mạnh mẽ thuật pháp che đậy hơi thở, hắn tạm thời nửa hội vậy không đoán ra cái gì. Cô gái này dĩ nhiên là Kỳ Tư Thanh. Mà Khúc Tuyết Dũng cũng là bị Kỳ Tư Thanh cưỡng chế mang tới, nếu không Khúc Tuyết Dũng quả quyết sẽ không tham gia cái này loại tiệc. Hai người vào ngồi. Khúc Tuyết Dũng có chút thấp thỏm, truyền thanh nói, lão tổ, người góp náo nhiệt này làm gì? Cái này Trấn Long Điện điện chủ mặc dù gần đây hăm hở, nhưng cùng khi đó chúng ta Khúc gia so sánh kém xa, nếu thời gian dài, người khôi phục đỉnh cấp, hoàn toàn không sợ à. Kỷ Tư Thanh tú tay cầm ly trà lên, nhấm một miếng, nhàn nhạt nói, tu luyện hơn không thú vị, ta muốn xem náo nhiệt, người có ý kiến, liền cút. Khúc Tuyết Dũng nuốt nước miếng một cái. Lắc đầu một cái, ha ha, lão tổ nói đùa, ta cũng cảm thấy không thú vị, ta cũng muốn xem náo nhiệt. Lão tổ thật thái minh trí, võ đạo một đường, thì phải như vậy làm nghỉ kết hợp. Kỷ Tư Thanh đem ly trà buông xuống, nhàn nhạt nói, ngươi quá ồn. Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, không nói thêm gì nữa. Thời khắc này hắn căn bản không giống như là một gia tộc tộc trưởng, càng giống như là một cái bị phụ huynh phê bình đứa nhỏ. Hiện tại, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên người tới, vậy đều tới, Bạch Ngọc Hoàng đứng dậy, đang chuẩn bị nói gì, nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh, xuất hiện ở cửa chánh điện miệng. Quỷ dị chính là, lần này, cửa tên đệ tử kia, lại không có hát phà. Tiến vào, là một nam một nữ, nhìn như, cũng đặc biệt là trẻ tuổi, nam thần sắc bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lãnh đạm, nữ, mặt đầy hàn xương, dung nhan tuyệt thế. Thấy người đàn ông này mặt mũi, tất cả mọi người, đều là con ngươi co giúp một cái. Thậm chí liền Bạch Ngọc Hoàng, cũng chân mày khều một cái, mặt hiện vẻ kinh sợ. Tên kia nam tử thấy vậy, cười nhạt nói, thần cực tông, diệp thần, đồ lan tâm, tới chúc mừng trắng điện chủ đột phá, làm sao, các vị, là không hoan nghênh tại hạ sao. Cái này hai người, bất ngờ chính là diệp thần cùng đồ lan tâm. Mọi người. Đều là một hồi sợ hãi nhìn về phía Diệp Thần lại thế nào dám đến. Gần đây, Bạch Ngọc Hoàng cùng Diệp Thần 20 ngày sau đó, cuộc chiến sinh tử tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thần quốc à. Người nào không biết, Bạch Ngọc Hoàng muốn giết Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại tới tham gia tiệc, không phải tự tìm cái chết, là cái gì? Bạch Ngọc Hoàng thấy Diệp Thần, cặp mắt ngay tức thì ứ máu, bị cừu hận lấp đầy. Tựa như thấy được hai người ái đồ bị Diệp Thần đánh chết một màn kia, cả người sát ý, đều là không tự chủ lăn. Mọi người thấy vậy, đều là một hồi khẩn trương nhìn về phía Bạch Ngọc Hoàng, chẳng lẽ, hắn phải ra tay. Bọn họ không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, thân thể khẽ run, Bạch Ngọc Hoàng nếu như nén giận ra tay, cho dù là một món dư âm, bọn họ cũng không có lòng tin, có thể chịu được à. Bất quá, một khắc sau.
Bạch Ngọc Hoàng nhưng là bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ha ha, Diệp công tử nói quá lời, vào ngồi đi. Dứt lời, nhìn về phía mọi người ở đây nói, các vị, đều là trong thần quốc, nhân vật có mặt mũi, ngày hôm nay, tới tham gia bổn tôn cái này ăn mừng đại điển, bổn tôn, kính các vị một ly. Hắn giơ tay lên cạnh ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, có chút nghi ngờ Bạch Ngọc Hoàng vì sao không giết Diệp Thần, chẳng lẽ, thì không muốn ở nơi này đại điển bên trên thấy máu. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, rối rít sơ lên ly rượu, đồng nói chúc mừng trắng điện chủ, huyết mạch đột phá, thực lực vượt qua. Bọn họ tự nhiên không sẽ cho rằng, Bạch Ngọc Hoàng không giết Diệp Thần là bởi vì là không có nắm chắc. Ngay tại lúc này, một người Trấn Long Điện đệ tử, cao giọng nói, hiện tại, mời các vị khách quý hiến lễ. Một người ba nhóm thế lực tông chủ nghe vậy, một bước giành trước, cái đầu tiên đi tới Bạch Ngọc Hoàng trước mặt, mặt đầy cung kính lấy ra một cái hộp gấm, hai tay dâng lên, mở miệng nói, tại hạ Bạch Dương Tông tông chủ Lâm Sinh, chúc mừng trắng điện chủ. Hắn thần sắc bên trong, vừa có mong đợi, lại có khẩn trương. Phải biết, nếu như, bây giờ có thể đạt được Bạch Ngọc Hoàng hảo cảm, dù là, chỉ là ở nơi này tiệc bên trên, hiển lộ ra vẻ hảo cảm, đối với hắn tông môn phát triển, đối với hắn kết giao cái khác thế lực, đều có vô cùng to lớn trợ giúp à. Tên đệ tử kia đem hộp gấm mở ra, nhìn lướt qua nói, Bạch Dương Tông tông chủ Lâm Sinh, đưa lên 100.000 niên đại hà thủ ô một cây. Lâm Sinh lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Ngọc Hoàng một mắt, chỉ gặp Bạch Ngọc Hoàng mặt vô thần sắc, thậm chí, trong mắt chỗ sâu, còn lóe lên một chút khinh thường. Lâm Sinh trong lòng run lên, trên gương mặt hiển lộ không che giấu chút nào vẻ thất vọng, hậm hực trở lại trên chỗ ngồi. Mọi người chung quanh, nhìn về phía Lâm Sinh, đều là mặt hiện nụ cười, cười lạnh nói, ai yêu, Lâm Tông Chủ, ra tay thật lớn à. 100.000 năm hà thủ ô, ha ha ha. Hà thủ ô cái này loại thông thường linh dược, ta dùng để cho chó ăn đều dùng mấy ngàn niên đại. Lâm Tông Chủ, ngươi nếu là thiếu mà nói, ta có thể đưa ngươi mấy cây. Ha ha, loại người này, cũng có tư cách tới tham gia trắng điện chủ đại điện. Buồn cười. Lâm Sinh đối mặt mọi người giễu cợt, nhưng là không nói một lời, chặt chẽ siết quả đấm, 100.000 niên đại hà thủ ô, nhưng mà bọn họ tông môn, có thể lấy ra tốt nhất linh dược à. Nhưng mà, ở nơi này một đám thượng lưu võ giả trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Từ đây Bạch Dương Tông, ở toàn bộ thần quốc thượng lưu thế lực trước mặt, đều phải không ngóc đầu lên được chứ. Đây là, lại có một người ba nhóm thế lực tông chủ, đi tới Bạch Ngọc Hoàng trước người, trình lên lễ vật nói, Từ Mã gia gia chủ, Từ Mã Liền, chúc mừng trắng điện chủ. Trong tay hắn, bưng một cái hộp ngọc. Bạch Ngọc Hoàng trước người đệ tử, mở ra hộp ngọc kia, một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện. Tên đệ tử kia trong mắt hơi sáng lên, tăng cao một chút âm lượng nói, Từ Mã gia gia chủ Từ Mã Liền, đưa lên thương cổ y thần luyện chế chữa thương đan dược thánh nguyên đan một quả. Mọi người nghe vậy, hơi khiếp sợ. Thương cổ y thần luyện chế chữa thương đan dược, cho dù đặt ở hôm nay thần quốc, đều là thuộc về chân quý tồn tại à. Trong đó, giá trị không thấp hơn 100.000 niên đại hà thủ ô vật liệu, thì có 10 loại trở lên, có mấy vị thuốc chủ yếu, thậm chí đạt tới 300.000 phần à. So trước mặt cái đó 100.000 năm hà thủ ô, không biết cao hơn nhiều ít cái cấp bậc, hoàn toàn là một ngày đầy đất. Liền liền Bạch Ngọc Hoàng, đều là mỉm cười hướng về phía Từ Mã Liền gật đầu một cái. Từ Mã Liền đại hỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở lại chỗ ngồi, còn vô tình hay cố ý quét Lâm Sinh một mắt, ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ châm chọc. Tiếp theo, từng tên một võ giả, lên một lượt trước hiến lễ, trong chốc lát, có người vui mừng, có người buồn. Đừng xem, cái này là đơn giản hiến lễ mà thôi, thậm chí có thể nói, là lần nữa quyết định, thần quốc thế lực địa vị. Bạch Ngọc Hoàng một câu nói, liền có thể để cho nhiều ít tông môn, trực tiếp tiêu diệt. Đây là, rốt cuộc đến phiên một nhóm thế lực. Âm Tôn, Lý Thánh các người, vậy mỗi người dâng lên tốt bảo vật, so với người khác nơi đưa vật, căn bản, cũng cao hơn một cấp bậc. Làm Hoắc Suối thuộc về tòa sau đó. Một người tuấn tú người tuổi trẻ, đứng lên. Hiên Viên Thương mặt lộ vẻ nụ cười, trong tay bưng một cái giải hạp, hướng Bạch Ngọc Hoàng đi tới.
Tên đệ tử kia cung kính thi lễ nói, Hiên Viên công tử. Sau đó, hắn đem cái đó dài hạp từ từ mở ra. Ở dài hạp mở ra ngay tức thì, một đạo lẫm liệt cực kỳ sắc bén, lại là trực tiếp xuyên thấu đại điện nóc điện, bắn thẳng đến cửu tiêu. Tại chỗ võ giả, không có một cái là tên yếu, có thể bị cái này sắc bén chiếu một cái, đều là không khỏi đáy lòng hơi lạnh. Thật là đáng sợ nhuệ khí. Liền liền Bạch Ngọc Hoàng, cũng là lập tức đứng lên, tự tay nhận lấy vậy cái giải hạp, đưa tay một cái, lấy ra một chuôi sắc bén tràn ra, toàn thân vàng rực lưu chuyển bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên, tản ra một hồi làm người ta kinh hãi kiếm khí. Hiên Viên Thương mặt hiện một chút ngạo nghễ nụ cười, mở miệng nói, chúc Bạch Thúc Thúc lên cấp, thanh kiếm này, tên là Long Huy Kiếm, là ta Hiên Viên gia trưởng lão, có thần tượng danh xưng là Hiên Viên Minh, tự tay là Bạch Thúc Thúc chế tạo đồ sắc bén. Phẩm cấp, tuyệt khí thượng phẩm. Mọi người nghe vậy, đều là một hồi sợ hãi. Tuyệt khí thượng phẩm à? Mặc dù, đoạn thời gian này, vượt quá là các võ giả điên cuồng tiến bộ, ở căn nguyên lực kích thích dưới, tất cả loại thiên tài địa bảo, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng, những cái kia thượng cổ người trong tay, vậy cơ hồ không có thấy quá nhiều tuyệt khí thượng phẩm vũ khí, có thể gặp, tuyệt khí thượng phẩm. Ở thời đại thượng cổ, vậy coi như giá trị không rẻ à. Hiện tại, Hiên Viên Thương, ra tay một cái chính là một chuôi như vậy trường kiếm. Cái này xuất thân, nội tình, xuất thủ hào phóng, hoàn toàn không so được à. Được, được, tốt. Bạch Ngọc Hoàng mặt hiện vui mừng, nói liên tục ba tốt chữ, ngay sau đó trực tiếp đem trường kiếm thu hồi, hướng về phía Hiên Viên Thương cười nói, hiền chất có lòng, trong tương lai, hai nhà chúng ta. Hơn đi vòng một chút. Hiên Viên Thương cung kính nói, ít ngày nữa, chất nhi cùng bản mỗi gia chủ, nhất định tới cửa quấy giày. Dứt lời, ngồi về chỗ ngồi. Đột nhiên, lại có một người, đứng lên, soạt một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở trên người của người này. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Mọi người thấy Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, hướng Bạch Ngọc Hoàng đi tới, đều là không nhịn được. Mặt hiện vẻ hiếu kỳ. Diệp Thần, muốn đưa lên cái gì? Chẳng lẽ, là muốn đến đối với Bạch Ngọc Hoàng nhận lỗi, cúi đầu sao? Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người, không khỏi thoáng qua nụ cười. Nói như vậy, liền có trò hay để nhìn. Như Diệp Thần thật muốn cúi đầu, hòa giải, Bạch Ngọc Hoàng có đáp ứng hay không không biết, nhưng, một phen làm nhục, nhưng là không tránh khỏi. Bạch Ngọc Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Có thể trong mắt, vậy hiện lên một chút tò mò. Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, thật sự là ký chiến thiếp sau này, sợ? Hối hận? Muốn tới nói xin lỗi? Bạch Ngọc Hoàng khóe miệng, nâng lên một đạo cười tàn nhẫn ý. Hắn, làm sao có thể bỏ qua Diệp Thần? Diệp Thần liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi tới khoảng cách Bạch Ngọc Hoàng, còn có 10 bước vị trí, lại không có tiếp tục về phía trước. Hắn ngưng mắt nhìn Bạch Ngọc Hoàng, mỉm cười nói, trắng điện chủ, phần đại lễ này, người có thể muốn thu xong. Dứt lời, hắn chợt vung tay lên, một đạo quang hoa chớp mắt, một kiện vật nặng, rơi xuống đất bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người hướng vậy vật nặng, định thần nhìn lại, nhưng là ngay tức thì, con người điên cuồng co rúm lại. Toàn bộ bên trong đại điện một phiến tĩnh mịch, ngay cả tiếng hô hấp, cũng không nghe được. Sợ hãi được không cách nào hít thở. Linh hồn, đều bắt đầu run rẩy à. Bọn họ từng cái, cũng là không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần đưa ra lễ vật. Vậy lễ vật, bất ngờ là một cổ quan tài à. Một bên Khúc Tuyết Dũng sắc mặt cổ quái, nói, lão tổ, thằng nhóc này là người điên. Hoàn toàn người điên. Cái khăn che mặt hạ một tấm mặt tuyệt mỹ bàng giếng cổ không dao động, nhàn nhạt nói, ngồi đàng hoàng. Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, nhưng mà vậy Diệp Thần. Im miệng. Khúc Tuyết Dũng đành phải giữ yên lặng. Rồi sau đó, cái khăn che mặt hạ lần nữa truyền tới một giọng nói, nếu như vậy Trấn Long Điện điện chủ trước thời hạn động hắn, vậy dù là ta bại lộ thân phận, cũng phải xóa đi cái này cái gọi là Trấn Long Điện. Một đám ánh mắt thiển cận hạng người, lấy là Cửu Thiên Thần Long Điện là lực lượng tượng trưng, cũng không biết nó bất quá là vị kia chỉ điểm một chút xuống phúc trạch. Mà hiện tại mưu toàn vận dụng cái này phúc trạch một chút, xóa bỏ chí cao vô thượng vị kia. Buồn cười.
Khúc Tuyết Dũng khá là kinh hãi nhìn một cái khăn che mặt xuống Kỳ Tư Thanh. Hắn mặc dù đoạn thời gian này trở thành Kỳ Tư Thanh con rối. Bất kỳ Kỳ Tư Thanh không tiện xử lý sự việc, hắn cũng sẽ thay thế xử lý. Nhưng là, hắn đến hiện tại, đều không cách nào xác định đời này Khúc Trầm Yên rốt cuộc thực lực gì. Dù là hắn hỗn độn cảnh tầm mắt cũng nhìn không thấu. Đời trước, lão tổ đi theo luân hồi đứng đầu bên người, tu luyện nhưng mà thế gian cao cấp nhất công pháp à. Mặc dù cái này nhất thế tuổi tác còn nhỏ, nhưng võ đạo thế giới, căn bản không phải dùng tuổi tác để cân nhắc. Hắn tin tưởng, giờ phút này lão tổ nếu như thế nói, vậy thì có tuyệt đối lý do cùng với tự tin. Cho nên, Bạch Ngọc Hoàng nếu như trước thời hạn đối với Diệp Thần động thủ. Hắn dù là vứt bỏ Khúc gia gia tộc hết thảy, cũng phải bảo vệ Diệp Thần. Hắn dư quang nhìn lướt qua trên đại điện thanh niên, trong lòng rung động, thật không cách nào nói. Ở Bạch Ngọc Hoàng khánh điển bên trên, đưa quan tài. Lá gan này, cũng quá lớn. Không biết sống chết ở giữa không biết sống chết gà. Không chỉ Khúc Tuyết Dũng thái độ như thế, đang ngồi tất cả ăn mừng người đều là như vậy. Để cho bọn họ khó chịu phải, bọn họ nghĩ đều là làm sao lấy lòng Bạch Ngọc Hoàng, làm sao cầm Bạch Ngọc Hoàng, liếm được vui vẻ. Mà Diệp Thần đâu, trực tiếp, chút nào không cho Bạch Ngọc Hoàng mặt mũi. Như vậy, bọn họ làm hết thảy, thành cái gì? Há chẳng phải là, xem cười nhạo như nhau. Diệp Thần cười lạnh nói, các vị không muốn hiểu lầm, ta đây là Trúc Trắng Điện Chủ, thăng quan phát tài. Hắn người này từ trước đến giờ là ngươi mời ta một phần, ta kính ngươi một trượng, ngươi phạm ta một phần, ta phạm ngươi trăm trượng tính cách. Trấn Long Điện đệ tử Triệu Cốc, rất phách lối. Tới ta Thần Cực Tông hạ chiến thiếp, trực tiếp đánh vỡ Hộ Sơn đại trận. Ở Thần Cực Tông cao tầng trước mặt, gắn. Uy hiếp muốn đạp bằng ta Thần Cực Tông. Vậy. Ta ngay tại Bạch Ngọc Hoàng ăn mừng đại điển bên trên, đưa quan tài. Để cho thần quốc một đám thượng lưu thế lực võ giả, xem ta Diệp Thần, vì ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Bạch Ngọc Hoàng, lúc này đã là mặt đầy âm hàn, gân xanh không ngừng nhảy, cặp mắt, đều bị tia máu tràn đầy. Hắn cả người sát ý, cũng sắp không nén được à. Nguyên bản, hắn chính là trí đắc ý đầy lúc đó, Diệp Thần đột nhiên đưa lên một cái quan tài. Đổi ai, chịu được. Ngay tại lúc này, Lâm Sinh mãnh vỗ bàn một cái, hướng về phía Diệp Thần chợt quát lên, ở đâu ra vô liêm sỉ. Lại dám ở Trắng Điện Chủ Khánh Điển bên trên, đưa quan tài. Cho ta lăn ra ngoài. Hắn không có đưa lên thích hợp lễ vật, có thể hiện tại, nhưng là biểu hiện tốt cơ hội à. Mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, tại chỗ mỗi cái thế lực lớn người, lại rối rít hướng về phía Diệp Thần quát lên. Cho Trắng Điện Chủ, quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Thần, quan tài, lấy lại nhà của một mình ngươi đi dùng đi, tới nơi này xấu hổ mất mặt. Ha ha, đã từng là thiên tài, hiện tại thành tên hề nhảy nhót. Không phải nói gì vạn cổ yêu nghiệt sao, chảm ách cảnh loại phế vật này, ở ta trong tông môn, chỉ phối làm tên tạp dịch thôi. Đây là, một mực yên lặng, nhàn nhã uống rượu Hiên Viên Thương, đứng lên. Hướng Bạch Ngọc Hoàng đi tới. Trong chốc lát, tất cả mọi người tự giác ngậm miệng lại, nhìn về phía Hiên Viên Thương. Hiên Viên Thương hướng về phía Bạch Ngọc Hoàng cười nói, Bạch Thúc Thúc, lần này ngài lên cấp, thậm chí thức tỉnh cửu thiên thần Long Điện truyền thuyết kia lực lượng, võ đạo thành tựu, chắc hẳn rất nhiều tăng lên chứ. Bạch Ngọc Hoàng không hiểu nhìn Hiên Viên Thương một cái nói, hiền chất, là ý gì? Hiên Viên Thương xoay người. Ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, khó khăn được, thần quốc một đám đứng đầu võ giả, đều tụ tập nơi này, thậm chí, có tin đồn bên trong thiên tài. Ha ha, không bằng, chúng ta ở chỗ này diễn võ một chàng, tới một cái, lần này đại điển lên, tăng thêm một chút vui thú, thứ hai, vậy mời Bạch Thúc Thúc, ở võ đạo chỉ điểm một chút chúng ta, như thế nào? Diễn võ? Bạch Ngọc Hoàng khóe miệng, hiện lên một nụ cười. Ngay tức thì rõ ràng liền Hiên Viên Thương ý kiến, lúc này gật đầu nói, được, vậy thì diễn võ đi. Hiên Viên Thương giữ tợn cười một tiếng, quanh thân linh khí cùng nhau, hỗn độn cảnh hơi thở điên cuồng bùng nổ, hắn nhìn lướt qua vậy cái quan tài, trong mắt hàn mang đại thịnh, ầm một tiếng, vậy quan tài, lại là ở hắn hơi thở dưới sự xung kích, ngay tức thì biến thành nghiền.
hắn hướng về phía Diệp Thần, lộ ra một cái lạnh như băng nụ cười nói, ha ha, Thần Cực Tông. Nghe, các ngươi Thần Cực Tông võ giả, vẫn luôn rất phách lối à? Diệp công tử, hôm nay nơi gặp, quả nhiên như vậy. Bất quá, ta không biết, các ngươi có hay không cái này phách lối vốn. Hắn thanh âm, bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, Hiên Viên gia Hiên Viên Thương, muốn lãnh giáo một chút, Thần Cực Tông cao chiêu. Hiên Viên Thương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, tràn đầy khinh thường, vẻ khinh miệt. Diệp Thần, đã từng, có thể coi như là một thiên tài đi. Bất quá, vậy cũng chỉ là đi qua thôi. Ở hắn Hiên Viên Thương xem ra, bây giờ Diệp Thần, bất quá là một tên phế vật mà thôi. Thần quang nghi thức bên trên, uy trấn thần quốc. Hiên Viên gia Hiên Viên Tĩnh, ở thần quang trong nghi thức, đồng dạng là vô cùng kinh diễm thiên tài, là cả Hiên Viên gia kiêu ngạo. Đã từng ở Hiên Viên gia, đây chính là vô cùng oai phong, người bất kỳ, đều phải đối với hắn một mực cung kính tồn tại à. Nhưng mà, bây giờ thế nào? Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, hắn thức tỉnh cổ thần thể, thực lực bạo tăng. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là khiêu chiến Hiên Viên Tĩnh. Hiên Viên Tĩnh kiêu ngạo. Ở trong tay hắn, liền một chiêu, cũng không nhịn được. Bây giờ Hiên Viên Tĩnh, ở hắn xem ra, và một con chó, vậy không có bao nhiêu khác biệt. Chó, muốn làm sao sống nổi? Dĩ nhiên, là cụp đuôi còn sống. Cho nên, hắn ghét nhất, thậm chí là thống hận, chính là xem Diệp Thần như vậy, rõ ràng đã trở thành lịch sử, rõ ràng, đã bị nhân tài mới nổi dẫm ở dưới chân, rõ ràng đã mẫn nhiên mọi người, vẫn còn nhận không rõ mình vị trí, vẫn phách lối thiên tài. Loại người này, nhất định chính là đối với mình làm nhục. Thậm chí, trước đây không lâu, hắn còn đi một chuyến Thiên Đạo Cung, bị Hiên Viên Mặc Tà tiếp gặp. Tự tin của hắn đã bao trùm hết thảy. Diệp Thần quét Hiên Viên Thương một mắt, sắc mặt nhàn nhạt nói, ngươi không xứng giao thủ với ta. Mọi người nghe vậy, trong mắt nụ cười, đều phải chảy ra. Diệp Thần, đến lúc này còn muốn gắn, còn có thể chứa đủ đi. Ta không xứng, Hiên Viên Thương trong mắt, lửa giận dần dần bay lên, ta là Hiên Viên gia đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ, không xứng đánh một cái hèn hạ chó. Dứt lời, cổ tay hắn lộn. Cầm một chuôi toàn thân lóng lánh màu máu tia sáng trường kiếm, hỗn độn cảnh khí thế phóng lên cao, trong nháy mắt, Hiên Viên Thương bóng người, ở trong mắt của mọi người, đều là cao lớn vô số lần. Phảng phất thiên thần dáng thế vậy, làm tại chỗ đại đa số võ giả, cũng sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Chấn tiêu 13 kiếm. Hiên Viên Thương quát lên một tiếng lớn, hiệp dẫn ra tay, cuồng bạo mà kiếm ý bén nhọn càn quét bốn phương, không thiếu hạng ba. Hai cùng tông môn võ giả, ở kiếm ý này đánh vào dưới, lại là rối rít hộc máu, thụt lùi đi. Mặt hiện cực kỳ sợ hãi thần sắc. Kiếm ý này, thật là đáng sợ. Có thể nói nghịch thiên. Cái này chấn tiêu 13 kiếm, rõ ràng là một môn thượng cổ võ à. Hôm nay, mặc dù mọi người võ đạo tu vi, thật to tăng lên, nhưng, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ loại vũ kỹ này, dẫu sao vẫn là số ít. Mà Hiên Viên Thương. Không chỉ có luyện thành loại vũ kỹ này, hơn nữa, xem cảnh giới, đều đã khám phá đại thành à. Có thể gặp cái này Hiên Viên Thương, không chỉ là tu võ tư chất, liền năng lực, cũng áp đảo mọi người bên trên. Là thiên tài bên trong thiên tài. Cổ tay hắn điên cuồng lay động, ngay chớp mắt đã chém ra 13 kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, cũng hàm chứa kinh thiên kiếm ý, đủ để xứ hư không bể tan tành, võ đạo quy luật tan vỡ, càng kinh khủng hơn phải. Cái này 13 đạo kiếm quang, cũng không phải là tùy ý đánh ra, mơ hồ, lại là hợp thành một đạo kiếm trận. Một đạo tản ra thương cổ hơi thở kiếm trận. Một đạo đủ để trấn áp đúng phiến bầu trời kiếm trận. Diệp Thần, chết chắc. Liền liền Bạch Ngọc Hoàng, đều là con ngươi co rúc lại, trên mặt, hiện ra vẻ tán thưởng. Hiên Viên Thương một kiếm này, quả thật rất ưu tú. Cho dù là bọn họ hạ. Ưu tú nhất cổ thần thể thiên tài Triệu Cốc, đối mặt một kiếm này, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng, Hiên Viên Thương ra tay, nhưng vẫn chưa kết thúc. Hắn tròng mắt bên trong, lục quang bạo tránh, vô số phù văn cuồn cuộn, quanh thân, lại là đầy dậy một hồi quỷ dị chập chờn, làm cho hắn khí tức cả người, cũng ngay tức thì dương cao gấp mấy lần. Chân thiên thần thể, Hiên Viên Thương khẽ quát một tiếng,
vận dụng thượng cổ thần thể uy năng, cuồn cuộn chân thiên chi khí, bộc phát ra, giống như một cơn lốc, quấn quanh ở đó 13 đạo kiếm mang bên trên. Nguyên bản, cũng đã uy thế vô biên kiếm trận, uy lực, lại là bạo tăng gấp mấy lần. Chân thiên thần thể, là truyền thuyết bên trong, Hiên Viên gia tổ tiên có thần thể, thậm chí, có người nói tên kia tổ tiên, đã từng dựa vào cái này thật thiên thần thể, chấn áp vạn cổ kiêu hùng, ngắn ngủi trở thành thời đại thượng cổ người thứ nhất hoàng. Có thể gặp, cái này thật thiên thân thể, có cường đại dường nào, cho dù ở cổ thần thể bên trong, cũng có thể hạng hàng đầu. Bạch Ngọc Hoàng hơi nhíu mày, Hiên Viên Thương thực lực, vẫn còn ở hắn dự liệu bên trên. Một kiếm này, thậm chí, cũng có thể dung chuyển hỗn độn cảnh 4 tầng thiên tồn tại à. Tên này mới mấy tuổi? Quá tươi đẹp. Mọi người vây xem, không thiếu vượt qua mấy chục ngàn tuổi, gặp qua vô số sóng gió võ giả, có thể cho dù là bọn họ, cũng thật là phải bị Hiên Viên Thương một kiếm, sợ choáng váng à. Cái này còn phải, loài người có thể đạt tới tầng thứ sao? Nhưng lúc này Diệp Thần, nhưng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thậm chí, liền vũ khí, cũng không có lấy ra. Không ít người nhìn Diệp Thần, ánh mắt, đều là vô cùng cổ quái. Ha ha, còn đệ nhất thiên tài, bị sợ được động cũng không động được. Ta xem, cũng chính là so người khác, càng sẽ gắn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Đáng tiếc, mới vừa rồi vậy cái quan tài, bị Hiên Viên công tử đánh nát, nếu không, không phải vừa vặn cho phế vật này dùng sao. Hiên Viên Thương lên nụ cười, càng phát ra đậm đà. Liền cái này, cũng dám ở ta Hiên Viên Thương trước mặt gắn. Thật để cho người thất vọng à, vốn là, còn lấy là phế vật này, có thể cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Kiếm trận, sắp đem Diệp Thần chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động. Cực võ, thần tránh. Hắn thân hình, quỷ dị một hồi vặn vẹo, thậm chí tại chỗ đại đa số người, căn bản cũng không thấy rõ, Diệp Thần là như thế nào động tác. Một khắc sau, Diệp Thần liền không tưởng tượng nổi, thuấn gì vậy, lóe lên vậy giống như thiên la địa võng vậy, làm người ta không chỗ có thể trốn kiếm trận. Làm sao có thể? Hiên Viên Thương kêu lên một tiếng, bất quá, rất nhanh liền chấn định lại, trường kiếm điệu múa, trong mắt lục mang bạo tránh, chân thiên thần thể, uy năng bùng nổ, cường đại chân thiên lực, điên cuồng chuyển động, mọi người chỉ cảm thấy được, liền liền không gian, đều ở đây vậy thật thiên lực dưới tác dụng, vặn vẹo à. Mà sự thật, đúng là như vậy. Nguyên bản đánh hụt chấn tiêu 13 kiếm, lại là quỷ dị chớp mắt, xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần đỉnh đầu. Căn bản không thể tránh né. À, có chút ý tứ. Không biết tại sao, ta đối với Hiên Viên cái này họ không phải rất thích. Diệp Thần bị kiếm này mang bao phủ, nhưng thong thả, ngược lại có chút cân nhắc nhìn lướt qua lượn lờ ở kiếm mang trên chân thiên lực. Cho ta chết, Hiên Viên Thương quát lên một tiếng lớn, chấn tiêu kiếm trận kiếm khí mãnh liệt, dâng trào như biển, chấn áp xuống. Mà Diệp Thần, nhưng chỉ là tùy ý giơ lên một cái tay. Hướng về phía đỉnh đầu kiếm trận, bình thường không có gì lạ một quyền đập tới. Mọi người thấy vậy, lại là một hồi cười nhạt. Cái này Diệp Thần, quả thật có mấy phần bản lãnh, vậy thân pháp quỷ dị, làm người ta rung động. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm trận, lại, lấy thân xác chống đỡ. Hơn nữa, còn chỉ là tùy ý đánh ra một quyền. Đây chính là tuyệt vọng bên trong, vô lực vùng vẫy chứ. Hắn không chết, người đó chết. Chẳng lẽ một quyền này, còn có thể thậm chí có thể đem tại chỗ một đám võ giả, toàn bộ giết chết khủng bố kiếm trận, một quyền kích phá. Trong mắt của bọn họ, cũng lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, chỉ cùng Diệp Thần, ở đó kiếm trận dưới, hóa thành hư không. Ngắn ngủn 0,1% cái hô hấp, tựa hồ đổi được vô cùng rất lâu, rốt cuộc, Diệp Thần quyền, cùng Hiên Viên Thương kiếm trận, đụng nhau. Âm một tiếng. Kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ đảo rồng, cũng thuộc về ranh giới tan rã. Muôn vàn giao long, phát ra kêu rên, sóng lớn cuồn cuộn, tung lên trăm trượng sóng lớn. Một chút va chạm dư âm, lại là khủng bố như vậy. Nhưng, cái này cũng không phải, để cho mọi người rung động. Để cho bọn họ rung động, là trước mắt thấy một màn. Vậy chấn tiêu 13 kiếm, thêm chân thiên lực tạo thành tuyệt mạnh kiếm trận, lại, bể nát. Cứ như vậy, bể nát.
bị Diệp Thần tùy ý một quyền, kích phá. Nhiều người suy tư của người, thuộc về hỗn độn bên trong, chỉ có thể gần như si ngu ngốc xoa mình ánh mắt, hoài nghi mình thấy được ảo giác. Cái này, căn bản không có thể phát sinh ở thực tế bên trong à. Chỉ có Bạch Ngọc Hoàng, sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Mà lúc này, Diệp Thần nhìn kiếm trận bị phá, đã rơi vào đờ đẫn, cả người cứng ngắc Hiên Viên Thương, khẽ mỉm cười nói quyền thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Hiên Viên Thương trước mặt, một quyền, hướng hắn mặt đánh tới. Vẫn là như vậy chất phác không màu mè, thậm chí, liền võ, đều vô ích một quyền. Có thể hiện tại, không có bất kỳ một người nào tạm biệt cảm thấy, một quyền này, chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền liền à. Một quyền này bên trong, ẩn chứa, là làm người ta linh hồn đều phải bạo liệt lực lượng kinh khủng à. Không muốn à, lúc này Hiên Viên Thương, nơi nào còn có cái gì khinh miệt, ngạo nghễ thần sắc. Hắn sợ hãi vô cùng kêu lên một tiếng, thân hình bạo lui, một kiếm hướng Diệp Thần bão tố đi, đồng thời, toàn thân linh lực, cùng với chân thiên lực, điên cuồng bơm vào đến đeo trên cổ một quả ngọc bội bên trong. Vậy, là một kiện pháp khí hộ thân. Chỉ bất quá cái này pháp khí hộ thân không lành lặn mấy phần, hiển nhiên đã động tới nhiều lần. Trong phút chốc, một cổ khí tức uy nghiêm, tràn ngập trong điện, một đạo gần như trong suốt ông già hư ảnh, hiện lên ở Hiên Viên Thương trước người, tản ra uy áp kinh khủng. Hư ảnh này, lại cùng truyền thuyết bên trong tên kia thượng cổ nhân hoàng, có chút tương tự. Rất nhanh, đạo kiếm quang kia, liền cùng Diệp Thần quả đấm đụng vào nhau, nhìn như sắc bén vô cùng kiếm mang, khoảnh khắc bây giờ, hóa thành hư không. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, nếu như là hoàn toàn pháp khí, hắn có thể sợ hãi mấy phần, nhưng cái này nói, không chịu nổi một kích. Hắn vậy nhìn như chất phác không màu mè một quyền bên trong, hàm chứa máu thần, phần huyết quyết, phá thiên lực, chân linh máu, thiên ma huyết mạch, luân hồi huyết mạch, đủ loại gia trì. Trong đó lực lượng, đã khám phá trình độ cao nhất. Há là một người căn cơ bất ổn tiểu tử tiện tay đánh ra kiếm mang, nơi có thể ngăn cản. Lão kia người hư ảnh, bóng người động một cái, lại là một trường, hướng Diệp Thần ấn tới. Một khắc sau, một quyền này, liền cùng lão kia người đánh tới một trường, ầm ầm đụng nhau. Vậy cùng nhân hoàng tương tự hư ảnh, lại chỉ kiên trì không tới 0,1% cái hô hấp thời gian, liền ầm ầm bể tan tành. Mà Diệp Thần thân hình, vẫn còn ở tiến về trước. Nắm đấm của hắn, ở Hiên Viên Thương trong mắt, nhanh chóng phóng đại. Mà Hiên Viên Thương thần sắc, vậy bộc phát kinh hoàng, trong mắt, điên cuồng run rẩy, gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc, một quyền này, đập trúng Hiên Viên Thương mặt bên trên. Sắc sắc một tiếng, đầu lâu bể tan tành, gương mặt lõm xuống, máu thịt tung tóe. Hiên Viên Thương nguyên bản tuấn tú gương mặt, lại là bị Diệp Thần, trực tiếp làm bể. Hắn thân thể, cũng là ngay tức thì bị đánh bay. Quyền thứ hai, Diệp Thần lạnh lùng nói, hắn ánh mắt hơi lóe lên, một quyền này, mặc dù đã làm trọng thương Hiên Viên Thương, nhưng là, lại không có hoàn toàn giết chết hắn. Mới vừa rồi vậy đạo ông già hư ảnh, mặc dù bị hắn nhất kích mà bể, nhưng lại tháo xuống một quyền này bên trong lực lượng không nhỏ. Mà lúc này, Bạch Ngọc Hoàng đã đứng dậy, tựa hồ, đang chuẩn bị ra tay. Diệp Thần tà tính cười một tiếng, hắn, sẽ để cho Hiên Viên Thương sống sót sao? Hiên Viên Thương mới vừa xuất thủ, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người như giết ta, ta phải giết người. Còn không cùng Hiên Viên Thương thân thể, hoàn toàn bay ra ngoài, Diệp Thần lại là thân hình cuồng tránh, đuổi kịp vậy mới vừa bị hắn đánh bay Hiên Viên Thương. Trầm giọng quát lên, quyền thứ ba. Một quyền, hung hăng đập vào Hiên Viên Thương ngực chỗ. Lần này, lại cũng không có cái gì ông già hư ảnh, có thể thay hắn ngăn cản. Lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Hiên Viên Thương chiếm đoạt. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tên này tươi đẹp toàn bộ thần quốc, vô cùng chói mắt Hiên Viên gia thiên tài, lúc này, hóa thành xương máu bạo tán. Liền một chút dấu vết, cũng không có để lại. Đại điện bên trong, lâm vào một hồi lạnh như băng yên lặng. Làm người ta cả người run rẩy yên lặng. Một đám võ giả, nhìn Diệp Thần, sắc mặt, đều là trắng bệch một phiến. Ba quyền. Ước chừng ba quyền, liền đánh chết Hiên Viên Thương à.
Hơn nữa, Diệp Thần hiển nhiên, không có dùng toàn lực. Bọn họ bên trong phần lớn người, cũng tham gia thần quang nghi thức. Bọn họ biết, Diệp Thần, cường đại nhất là kiếm pháp. Nói cách khác, Hiên Viên Thương, căn bản không phải cần Diệp Thần sử dụng thực lực đối thủ. Giống như Diệp Thần nói như vậy, Hiên Viên Thương, căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Quá rung động, quá khủng bố. Ma thần tên, lần nữa đóng dấu đang lúc mọi người linh hồn bên trên. Vĩnh viễn, không cách nào quên trong lòng. Liền liền Bạch Ngọc Hoàng, lúc này, đều là thân hình dừng lại, đứng ở chỗ.